xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chiếc phim anime. thì hôm nay các bạn hãy cùng mình theo dõi bộ anime mới nhất nhé. Let's go. trong một học viện phép thuật danh giá, có tài năng ma pháp là điều quan trọng nhất. còn những kẻ vô dụng không có khả năng sử dụng ma pháp, muốn tồn tại được ở nơi này chỉ còn cách đánh bại quái vật trong hầm ngục. như cái cách cậu nhóc này đang solo với mấy con quái tại hầm ngục tầng thứ bảy. không dùng được pháp thuật thì đành cày chay thôi. Học sinh đang trong tiết học tạo ra lửa thì ông thầy Edward lôi đầu Win lên trả bài. Thấy cậu có vẻ ngập ngừng, Edward lạnh lùng chế giễu: "Cứ làm theo những gì đã học đi." Win cắn răng làm theo nhưng chẳng có gì xảy ra, khiến cả lớp rơi vào trạng thái lặng ngắt như tờ, sau đó lại phá lên cười đầy khinh bỉ. Edward ra hiệu cho chúng trật tự rồi mắng Win là đồ mọt sách, giỏi lý thuyết yếu thực hành. Ông thầy vừa dứt lời, Sion đã nhấc đũa lên tạo ra một ngọn lửa khủng khiếp, với lý do muốn giúp đỡ Win vì thấy cậu không khỏe. Edward dập tắt ngọn lửa rồi giang cho đám học sinh hiểu ma pháp là thứ tồn tại tuyệt đối trên đời này. Có ma pháp là có tất cả. Những kẻ có kiến thức nhưng không dùng được ma pháp, không phù hợp với nơi đào tạo ra các hiền giả này. Những kẻ ngu ngốc ôm giấc mộng viền vông, tốt nhất nên cuốn gói khỏi đây càng sớm càng tốt. Win kết thúc tiết học với tâm trạng nặng nề, đã thế còn bị đám Sion chặn lại, nhạo báng việc cậu vào hầm ngục để kiếm điểm tích lũy. Đúng lúc đó Cole xuất hiện bảo vệ Win, làm Sion hơi chùn nên phải rời đi. Dù vậy hắn vẫn kịp khuyên Win từ bỏ giấc mơ trở thành Magia Vende và cút xéo khỏi học viện này sớm đi. Colette động viên cậu đừng để tâm tới bọn họ, tiện thể nói xấu ông thầy Edward chuyên gia chèn ép học sinh. Cơ mà đúng là Win cũng quen rồi nên không buồn lắm, trái lại cậu còn thấy vui vì được một cô gái dễ thương như Colette quan tâm. Ai rẻ câu nói vu vơ đó lại khiến Colette ngại ra mặt, khứa này trong trầm tính mà thả thính lại mượt thế này, làm ngôn từ của cô bé dần mất kiểm soát. Win bối rối gãi đầu gãi tai, từ nhỏ cậu đã được dạy là phải khen con gái rồi, và lại cô Lét dễ thương là sự thật mà, cậu có chém gió gì đâu. Chỉ khổ cô Lét càng nghe càng ngượng chín mặt, cuối cùng chịu không nổi nữa mà bắt thằng bạn ngậm miệng lại. Đang cố chân tĩnh bản thân ra dáng một tiểu thư quý tộc, cô chợt thấy Win đang ngây ngốc nhìn lên cao. Cả hai cùng nhau nhìn về phía ánh sáng tuyệt diệu kia, hôm nay các pháp sư vĩ đại Magia Vende lại tiếp tục chống đỡ bầu trời. Chuyện là từ thời Salak Saler, lúc con người còn chìm trong bóng tối, chưa biết đến thứ gọi là bầu trời thế giới bị đe dọa bởi những kẻ xâm lược tới từ thiên không. Có năm pháp sư đã đứng lên chống lại chúng. Cuối cùng họ đã thành công đánh bại và phong ấn chúng lên bầu trời, mang lại hòa bình và ánh sáng cho thế giới. Magia Vende là danh hiệu dành cho những người mạnh nhất, được kế thừa qua nhiều thế hệ cho đến tận bây giờ. Đó là giấc mơ mà bất kỳ ai cũng mong muốn có được một lần trong đời. Colette tò mò không biết công chúa băng giá Abit có đang dõi theo những người phía dưới hay không. Nguyên chợt khẳng định chắc nịch là có đấy, cậu tin cô ấy đang ngồi bên cửa sổ của tầng cao nhất và nhìn về phía mình. Khi còn nhỏ, cô bạn Enfazia từng kể cho cậu nghe về sự ảo diệu của bầu trời. Nếu được đặt chân lên tầng cao nhất của tòa tháp, trở thành Magia Vende hai đứa sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng. Vậy nên Win và Enfazia đã hứa sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn trên tòa tháp. Tưởng chừng đó chỉ là lời hứa của trẻ con, ai ngờ Enfazia đã biến nó thành sự thật. Với tài năng thiên bẩm, cô ấy trở thành Magia Vende trẻ tuổi nhất còn Gwyn chỉ là một kẻ vô dụng ở dưới đáy xã hội, cố gắng níu kéo lời hứa ngày xưa. Dù hiện tại hơi phế nhưng cậu vẫn tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ có thể hiên ngang đứng cạnh cờ rớt. Quyết tâm cũng cao đấy nhưng bị thầy Wagner mắng thì vẫn sợ như thường. Ông thầy nổi giận vì cậu dám lẻn vào hầm ngục, còn to gan lên tận tầng 7, cứ liều lĩnh như vậy kiểu gì cũng có ngày đi đời nhà ma. May là tên nhóc này cũng biết điều hối lỗi xin tha nên Wagner tạm thời nguôi giận. Cho đến khi nghe Win nói có thể kiếm điểm từ việc này, Quốc xịt keo mất mấy giây mới bình thường lại được. Thôi thì cu cậu cũng đã tiêu diệt được quái vật nên anh cộng cho hai điểm tích lũy. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Quốc chân thành khuyên Win từ bỏ việc trở thành Magia Vende. Bởi muốn lên được tầng cao nhất của tòa tháp, Win cần kiếm được một số điểm khổng lồ từ ba nguồn gồm lý thuyết, thực hành và thực chiến. Một người không dùng được ma pháp như Win thì lấy đâu ra điểm thực hành. Việc học đến trình độ cao hơn chỉ bằng thực chiến nâu no hốp lắm ông cháu ơi. Hơn nữa hiện tại Win phải lo tốt nghiệp đi đã, nếu không kiếm thêm được 4 điểm bù vào thì xác định nghỉ khỏe. Thế là Win vội vàng tìm cách ở trong sách, thấy chân bé đù này cũng tội nên nơ hắng giọng nói, có một con bát cơ Win vừa xuất hiện ở tầng 6. Anh vừa dứt lời Win đã lao đến, ôm trầm lấy anh và cảm ơn rồi rít. Dù là cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị Sion nghe thấy hết, tên nhóc này không giấu nổi sự phấn khích vì cơ hội đã đít Win khỏi học viện đã đến. Cùng lúc đó Win đang hào hứng vào hầm ngục tầng 6, trước đây cậu từng đánh với Baker Vin rồi nên phải lấy được 4 điểm trong đêm nay. Có điều Kiki lại không vui như vậy bởi lần trước ẻm đã bị bỏng vì dính đòn của con quái vật kia. Win ra sức động viên Kiki không phải phớ lo, nó chỉ cần đánh hơi ra đối thủ còn lại để cậu lo tất. Lúc này Sion cùng đồng bọn cũng đã có mặt ở tầng 6, thấy hai tên đàn em có vẻ trùn chân, Sion quắc mắt hỏi bọn chúng quên hắn là ai rồi à hai niệm thần lập tức quay xe tăng bốc tài năng của Sion mới khiến hắn bớt giận rồi ra lệnh dùng phép dò tìm để truy vết quái vật nhưng chưa nói hết câu một tên đàn em đã bị đánh bẹp dí vào tường khiến tên còn lại kinh hãi hét toáng lên mờ thanh đó vọng thẳng tới chỗ Win cậu không chần chừ mà phóng đi với tốc độ bàn thờ đến khi tới nơi Win bất ngờ nhận ra kia là con quái từng làm mưa làm gió thời đại chiến tuy nhiên bất ngờ hơn cả là người đang chiến đấu với nó lại là Sion dù hắn liên tiếp tung ra các đòn ma pháp nhưng không hề si nhê gì với con quái kia Cấp độ chênh lệch là quá lớn dồn Sion vào thế bị động, thấy ông cháu này không trụ được lâu nữa, Win định xông ra ứng cứu nhưng chợt khựng lại trong giây lát. Sion lúc nào cũng chế nhạo và bắt nạt cậu, tại sao phải cứu một người như vậy chứ? Thế nhưng Win vẫn nhớ mãi câu nói của Enphazia, cô ấy tin cậu là người tốt bụng và dũng cảm hơn bất kỳ ai và tự tay tặng cho cậu cặp kính này. Có điều Enphazia không biết rằng, Win chỉ muốn đứng cạnh cô ấy thôi, cậu muốn trở thành người xứng đáng với cô ấy. Vậy nên vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Win muốn bản thân mạnh mẽ như một thanh kiếm để chống đỡ sức mạnh khủng khiếp của con quái vật này. Cùng lúc đó tại văn phòng của thầy Wagner, thầy Edward đang thông báo mấy thằng nhóc quý tộc đã mò xuống hầm ngục nên phải cho sử ma đi tìm tung tích của chúng. Biết tin lũ trẻ đang ở tầng 6, thầy Wagner liền bảo không phải lo đâu bởi vì ở đó có Win rồi. Ngay sau đó anh kích hoạt quả cầu thủy tinh, truyền hình trực tiếp trận đấu căng cực ở dưới hầm ngục. Win đang liên tục trao đổi chiêu thức với con quái khổng lồ, nhờ thân thủ nhanh nhẹn mà cậu dễ dàng xin nhẹ một ngón tay của nó con quái trúng đòn thì điên cuồng bổ xuống một nhát nhân lúc đất đá bay tán loạn tung đòn tấn công win nó xới tung mặt đất để đối phương không kịp trở tay chống đỡ tuy nhiên như đó chưa làm khó được win cậu phóng thẳng tới chỗ con quái sau đó đột ngột sẽ ngang như mấy ninja lit biến mất ngay trước mặt nó sau đó win nhẹ nhàng nhảy từ trên cao xuống chọc thẳng kiếm vào gáy con quái trong sự kinh ngạc tột độ của sion và cả thầy edward Wagner cho rằng win chính là một đứa trẻ dị thường, cậu có sức mạnh bí ẩn như ma pháp sư có sức mạnh từ thanh kiếm như tộc người lùn và đặc biệt là nhãn lực tinh tường có thể nắm bắt được chuyển động của kẻ địch thế nên ngay khi con quái bổ kiếm xuống win đã nhìn ra sơ hở bật ngược người lại chém đứt phăng cánh tay của nó dù không thể sử dụng ma pháp nhưng trong thế giới pháp thuật này cậu ấy lại là chiến binh duy nhất win siết chặt thanh đại đao của con quái vật lên uy lực không gì có thể sánh bằng đứng trước đòn tấn công bằng pháp thuật của đối thủ cậu không hề sợ hãi mà tung ra nhát chém kết liễu đáng sợ hơn cả sấm sét xin nhẹ cái thủ con quái trong phút mốt Win bước ra từ trong làn khói bụi mù mịt, khiến Sion căm tức đến mức học máu. Edward cũng chưa chấp nhận được sự thật này, nên đã rời đi trong cơn bực dọc. Ngày hôm sau, Win tới văn phòng của thầy Wagner xin nhẹ 10 điểm tích lũy, trong niềm hân hoan ngập tràn. 5 năm trước, Win bước vào học viện trong lời đàm tiếu của đám bạn học. Khi cậu đến gặp viện trưởng, cậu đã thể hiện khả năng kiếm pháp cực kỳ điêu luyện trước mặt thầy Wagner. Dù ông thầy tỏ ra quan ngại về việc Win không dùng được ma pháp, nhưng viện trưởng lại nghĩ rằng như vậy mới thú vị. Nguyên thắc mắc liệu bản thân có thể leo lên tầng cao của tòa tháp không, nếu mạnh mẽ hơn thì có thể đến bên Enfasia không. Viện trưởng đã khuyên cậu cố gắng không ngừng nghỉ thì sẽ làm được thôi. Nhưng khi Win vừa rời đi, cô ấy lại tự lẩm bẩm một mình, một thanh kiếm muốn trở thành một cây trượng thì sẽ như thế nào đây? Quay về với hiện tại, thầy Wagner đang giải thích ý nghĩa của việc leo tháp. Ban đầu nó chỉ nhằm mục đích rèn luyện tới đẳng cấp cao hơn, để trở thành Magia Vende ngự trị trên đỉnh tháp, phải có được sự công nhận của thượng viện có hai cách để vào thượng viện, thứ nhất là sáng tạo ra một loại ma pháp mới, thứ hai là kiếm đủ 7.200 điểm tích lũy ở học viện. Rất ít người có thể thăng cấp theo cách đầu nên đa số học viên đều chọn cách thứ hai. Thế nhưng có vài khứa đang ngồi đây, chưa biết có tốt nghiệp được không, chứ đừng mơ thăng cấp thượng viện. Vậy nên thầy Wagner đã nhồi cho đám học sinh một đống bài tập bổ sung. Thầy Win suy đét vì nhiều bài tập, cô Lét trách thầy Wagner nghiêm khắc với cậu quá, dù gì cậu cũng đã tích lũy điểm lý thuyết rồi mà. Cô mà Win tạch hết điểm ở phần thực hành nên cậu cũng không dám phản nàn gì. Và lại cậu vẫn thấy thầy Warner tốt bụng vì các thầy cô khác còn chẳng thèm quan tâm tới cậu, đặc biệt là ông thầy Edward khó ưa. Đang đi thì hai đứa gặp một nhóm bạn học đang bàn tán rôm giả chuyện Sion đánh bại con quái ở hầm ngục tầng 6. Trong khi tên đàn em đang thao thao bất tuyệt về tài năng của Sion, thằng nhóc lại ngồi im không nói lời nào. Bởi vì Sion biết đó không phải sự thật, đang cay thì lại gặp ngay Win đang đi ngang qua. Thế là Sion hung hăng tiến đến túm chặt cổ áo cậu mà đe dọa, sau đó rời đi trong cơn tức tối. Colette tò mò hai người có chuyện gì sao, nhưng Win chỉ trả lời ỡm ở cho qua chuyện. Cùng lúc đó, thầy Edward đang kịch liệt đề nghị viện trưởng Coder John đuổi học Win. Học viện này cần ma pháp sư chứ không cần chiến binh, làm gì có chuyện một kẻ không thể sử dụng ma pháp lại vượt qua cả ma pháp được. Viện trưởng liền kiểm tra học bạ của Win, điểm lý thuyết luôn ở mức tốt, quan điểm về ma pháp cũng rất thú vị, nếu bỏ qua việc không sử dụng được ma pháp, thì cậu ấy là một trong những học viên ưu tú nhất. Không thành Magia Vende được, thì cũng có thể trở thành kỹ sư ma pháp hay phục hồi sư. Vấn đề duy nhất là Win lại muốn trở thành Magia Vende, nên viện trưởng đề nghị thầy Edward thử kiểm tra cậu ấy xem. Nếu Win không qua bài test thì thầy muốn làm gì cũng được, dù biết thầy Edward không dễ chịu như thầy Wagner, cô Coder John vẫn tin tưởng giao phó hết cho thầy. Vì đâu còn ai phù hợp hơn ám xà ma pháp sư như Edward, người được coi là gần nhất với danh hiệu Magia Vende. Trong khi đó, Win đang bận cất sách cùng Colette, thanh kiếm của cậu được xếp gọn trong hộp tủ vì không được phép mang hàng nóng trong học viện. Mà mang về ký túc xá thì bạn cùng phòng Joti cũng không cho phép, nên cậu đành phải để nó ở chỗ này thôi. Lát sau hai đứa đến phòng tự học, thấy Win làm bài tập lịch sử về tộc người lùn, Colette thấy ránh ngang, chăm gì mà chăm quá thể. Win phải cố gắng như vậy bởi nếu mất một điểm thôi, cơ hội thăng cấp thượng viện sẽ biến mất. Hơn nữa cậu cũng rất đồng cảm với tộc người lùn họ luôn kiên cường tiến lên bất chấp việc phải đối đầu với những ma pháp sư hùng mạnh cách duy nhất để chiến thắng ma pháp là không bao giờ bỏ cuộc đột nhiên lét phát hiện trên đầu win có một sợi tóc bạc nên cô muốn giúp cậu nhổ nó đi với ánh mắt thèn khát hai đứa đang đùa vui thì thầy edward xuất hiện bảo win theo mình đến khu thực hành biết tin ông thầy cho mình cơ hội sửa điểm thực hành win có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng kịp vui bởi cậu phải đánh trúng thầy edward một đòn mới có thể nhận được 5 điểm nhưng nếu không làm được cậu sẽ bị đuổi khỏi học viện Đối với ông, một kẻ vô dụng không được phép mơ mộng tới việc trở thành Magia Vende. Cùng lúc đó, thầy Wagner được cô Coderzon phát like cho xem trận đấu tay đôi của hai người kia. Cô không cho phép anh ngăn cản trận đấu này, Win cần nhận được sự công nhận của thầy Edward, đồng thời chứng minh được cậu ấy xứng đáng trở thành Magia Vende. Tuy nhiên thầy Wagner cho rằng việc lựa chọn Edward là quá tàn nhẫn. Tại vì anh ta là người gần với Magia Vende nhất, dù đã thất bại nhưng anh ta đã từng leo lên tận đỉnh tòa tháp rồi lúc này thầy edward đang bón hành cho win bằng ma pháp bóng tối cấp thấp như lại mạnh một cách đáng kinh ngạc dù vậy cậu vẫn quyết tâm bật tốc biến sông lên vòng ra phía sau định đánh lén nhưng bất thành những cú đá như vậy hoàn toàn không có tác dụng với lớp phòng thủ tuyệt đối của edward đã vậy win còn dính thêm một đòn ngã văng xuống đất cậu không thể tìm ra sơ hở nào trong lối tấn công và phòng thủ của đối phương kiki cũng bị ảnh hưởng vừa rồi nên vội lỉnh ra ngoài trước từ đầu tới giờ, thầy Edward chỉ dùng đúng hai phép, một là ma pháp lửa, hai là ma pháp lá chắn. Áp dụng theo đúng bài học trên lớp, Edward kích hoạt trùng lập một loại ma pháp cho đòn tiếp theo. Một đòn tấn công với rất nhiều ma pháp bóng tối cấp thấp. Tình hình rất chi là tình hình, trong 36 kế chuồn là thượng sách, Win co dò bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng chạy đâu cho khỏi nắng, Edward hướng đống ma pháp của mình dí theo cậu, tạo thành một vụ nổ với công suất cực lớn ngay cả khi Win ngăn lăn long lóc dưới sàn rồi, Edward vẫn không buông tha mà liên tục cho nổ đùng đoàng, chỉ để hạ gục thằng nhóc mới chịu dừng lại. Win chỉ biết cắn răng chịu đựng sức mạnh của ma pháp sư hạng nhất, giá như cậu có kiếm ở đây thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Lúc đó, Colette đang sợ thằng bạn sẽ bị thầy Edward quất roi hay tra tấn, thì thấy Kiki yếu ớt cào vào hộp tủ của Win, Đoàn nó muốn lấy thanh kiếm ra vì chủ nhân đang gặp chuyện, nên cô lập tức hành động ngay. Còn Win lúc này đã nằm bẹp dưới đất, nghe thầy Edward lạnh lùng sỉ nhục đội quân người lùn chỉ cần một ma pháp sư đã tiêu diệt được cả vạn chiến binh người lùn. Đây chính là quy luật của thế giới này, kiếm không thể thắng được trượng. Edward dẫm đạp lên đầu Win, lớn giọng bảo cậu từ bỏ giấc mơ ngu ngốc đó đi. Thế nhưng cậu vẫn cứng đầu bảo vệ quan điểm của mình, khiến thầy không khỏi thắc mắc động lực của cậu là gì. Win siết chặt cái kính trong tay, hung hồn tuyên bố muốn ở bên cạnh người mình thương, làm Edward chợt sững lại trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, ông lập tức chế nhạo lý do của cậu quá ngu xuẩn và nông cạn. Có thể đối với Edward nó không là gì cả, nhưng với một sim lỏ như Win, chỉ cần nghĩ tới việc được ngắm hoàng hôn cùng cờ rớt, cậu có thể vượt qua muôn ngàn trong gai. Đúng lúc này Colette xông vào, ném thẳng kiếm vào tay Win trong thời khắc quyết định. Kiếm đã đến tay thì gạo say ra cám, cậu trở lại trận đấu trong một diện mạo hoàn toàn khác. Edward vẫn cứ là khinh thường tung đòn tấn công, nhưng đã bị Win chém bay chỉ bằng một đường kiếm. Anh ta tức giận nhấn chìm tên học trò bất trị trong biển lửa ma pháp cơ thể Win bị thiêu đốt bởi hàng nghìn quả cầu lửa, chân tay run lên vì sợ hãi, cậu chỉ muốn chạy trốn ngay và luôn. Thế nhưng đây là cơ hội duy nhất để lật ngược ván cờ. Giây phút Edward tung ra chiêu cuối với hàng ngàn tia lửa, Win đã không ngần ngại phi thẳng vào nó. Giống như cách thủ lĩnh của tộc người lùn, cố gắng giáng một đòn cuối cùng vào vị ma pháp sư kia, trong khi toàn bộ đồng đội đã tử trận, lúc đó kiếm đã vươn được tới trượng vậy nên Win sẽ kế thừa tinh thần ấy, cậu bật nhảy lên cao thoát khỏi phạm vi của vụ nổ, rồi lập tức lao xuống với tốc độ ánh sáng, phá nát lá chắn kiên cố của thầy Edward. Cuối cùng cậu vung ra một nhát kiếm chí mạng, thành công xin được ít máu từ phía ông thầy. Edward lập tức quay phất người đi, lạnh lùng nói đã cộng cho cậu 5 điểm. Bây giờ Win mới yên tâm xỉu cái đùng trong lòng Colette. Hai khán giả ở phòng viện trưởng hài lòng bình luận về trận đấu vừa rồi. Nhát chém cuối cùng của Win đã vượt qua cả ma pháp, chứng minh cậu nhóc này thật sự là một người kiên cường bất khuất. Trước khi Enfasia lên tòa tháp, cô ấy đã tặng cho Win một cặp kính rồi rời đi. Cậu lập tức gọi với theo mà nói, mình nhất định sẽ lên tòa tháp. Dù có rất nhiều thứ chia cắt hai đứa nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc, nên Enfasia phải hứa đi ngắm hoàng hôn cùng cậu. Cô bé cảm động rớt nước mắt bảo, nhất định sẽ chờ Win đến bên mình, sau đó đi mất để lại thằng bạn khóc còn ghê hơn mình nữa. Lúc này Win đang bận đi giao báo ở khu ổ chuột thì vô tình bị vấp, nhưng tốc độ của cậu còn nhanh hơn cả sức hút của trọng lực. Win gom hết báo và cả Kiki lại trong một nốt nhạc, cơ mà vẫn còn sót lại một tờ báo bị rơi xuống đất. Đọc được tin Enphasia lại phát kiến ra ma pháp mới, Win tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa mới được. Bỗng cậu nhìn thấy một thông báo nhỏ ở dưới, Enphasia vừa giao cho học viện một nhiệm vụ mới, nên không giấu nổi sự bất ngờ. Lát sau tại ký túc xá của học viện, Win hớt hải chạy vào phòng, nhờ Jotty chuẩn bị vật phẩm ma pháp cho mình. Win phải đi làm nhiệm vụ của Enphasia ngay, may là hôm nay cậu không có tiết học nên có thể đến hầm ngục. Nhiệm vụ lần này là lấy ma thạch với phần thưởng hậu hĩnh, mục tiêu nằm ở tầng 4 nên Win cần vật phẩm ma pháp của Jotty. Đúng lúc Jotty vừa cải tiến mấy món đồ này xong nên cậu không ngần ngại đưa cho khứa bạn ngay và luôn. Thấy Win định đi luôn mà chưa ăn gì, Jotty tốt bụng thồn vào mùng cậu một cái bánh mì kèm theo lời nhắc nhở nhớ cẩn thận đấy. Vua Pháp Sư Mercedes từng nói, vạn vật trên đời được sinh ra từ hầm ngục. Vậy nên những đứa con của ma Pháp hãy khai phá bí ẩn của chúng, biến những điều chưa biết thành kiến thức của mình. Trong khi Huynh thong thả đi vào tầng 4, ở đây đã đông như chảy hội rồi, đúng là nhiệm vụ của Enphasia có khác. Cậu đang định đi xuống góp vui, thì hầm ngục bị rung chuyển bởi vụ nổ của Sion. Mặc cho hai tên đàn em hết lời tán thưởng, Sion vẫn thấy như này là chưa đủ, con quái vật mà Win Solo cứu lúc đó mạnh hơn nhiều trong khi đó win đang trầm trồ trước sức mạnh của sion đánh hơi được sắc khí cực mạnh tỏa ra từ người cậu ta win bẻ lái chạy vào sâu hơn nữa để tìm kiếm con mồi vừa mới nhảy xuống vách đá cậu đã gặp ngay ba con chim siêu to khổng lồ win lập tức đeo kính và, và tung ra ba đường chém nhanh như gió cắt đôi cả ba con quái ra trong chớp mắt khiến cô bé đeo kính được một phen mở rộng tầm mắt con nhỏ rối rít cảm ơn win đã cứu mình rồi giới thiệu tên mình là axit hiện tại là học sinh năm thứ tư Cùng lúc đó ở lớp học, thầy Wagner đang giảng về tầm quan trọng của việc tạo ra ma pháp mới. Người nào làm được sẽ được tiến thẳng lên tòa tháp một cách vô điều kiện. Ma pháp mới sẽ được đặt tên theo người tạo ra nó hoặc những từ có liên quan đến người đó. Bất kỳ ai trong số học sinh ngồi đây có thể sáng tạo ra ma pháp thì có thể để lại dấu ấn của mình trong lịch sử pháp thuật. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thắng cấp cách này gần như là nô no hốp nhất. Cô bạn Jose ngồi cạnh Colette đột nhiên giơ tay hỏi thầy Wagner, như lời thầy nói thì Enphasia chẳng phải rất đỉnh hay sao? Thầy Wagner thừa nhận Enphasia thật sự ao trình tất cả, riêng việc sáng tạo ra 12 loại ma pháp đã đủ để chứng minh cô ấy là ma pháp sư vĩ đại nhất rồi. Đám học sinh nghe xong liền không ngừng cảm thán, chắc bây giờ ma pháp hệ băng là bá nhất rồi, một vài đứa còn khẳng định sẽ theo hệ băng. Colette cũng phải thốt lên mấy câu ngưỡng mộ, nhưng Jose ngồi cạnh lại thấy hình như bạn mình đang ghen tị với Enfasia, xua kèo nhỏ này đang sợ cô ấy sẽ cướp mất Win đây mà. Colette bị chọc quê liền bật dậy bảo Jose đừng nói linh tinh, có điều nói hơi to nên bị thầy Wagner nạt ngay và luôn. Colette tiêu nghỉu ngồi xuống nghĩ thầm, chắc giờ này Win đang lao vào hầm ngục vì cửa rớt cho xem. Quay về với hầm ngục ở tầng 4, Isis hồn nhiên hỏi Win là người được cho là vô dụng chưa từng thấy, không thể sử dụng ma pháp trong lời đồn đúng không? gwin có chút quê nhẹ nhưng không hề khó chịu còn hỏi con bé có nghĩ mình là người như vậy không aizit xịt keo trong giây lát sau đó khẳng định chắc cú là không có chuyện đó đâu sao cô có thể hạ nhục người vừa cứu mạng mình chứ dù Win không thể sử dụng phép thuật nhưng ông anh này lại biết phát huy tài năng của riêng mình aizit thực sự nể phục những người như vậy bị nam đá quen rồi tự nhiên được người khác khen làm Win vô cùng ngại ngùng chuyển sang chủ đề khác nhờ vậy mà cậu biết được con bé cũng có cùng ước mơ với mình ước mơ trở thành một trong những người chống đỡ bầu trời Gwyn tin rằng đó là sự thật, bởi chẳng ai biết được bầu trời thực sự là như thế nào. Thứ đang bao phủ thế giới này là một kết giới lớn, một bầu trời giả được tạo ra bởi sức mạnh của Magia Vende. Theo truyền thuyết, khi kết giới biến mất, thế giới sẽ lại chìm vào bóng tối một lần nữa và thảm họa sẽ bắt đầu. Các học viên thực thi nhiệm vụ không hắn là vì sự ngưỡng mộ đối với Magia Vende, mà còn vì họ thật sự tin rằng mình có thể góp sức vào công cuộc nâng đỡ bầu trời. Gwyn đang mải mê chìm trong dòng suy nghĩ, thì Isis đột nhiên nói cô bé từng gặp Enfazia. Lúc đó cô bé đang ở một mình trong hầm ngục, bị vây quanh bởi rất nhiều quái vật, tưởng là sắp về miền cực nhọc tới nơi. Và lúc cái chết thoáng hiện lên trong đầu Aizit, toàn bộ đám quái vật đã bị hóa đá trong phút chốc. Đó cũng là lúc cô gặp được Enphasia hàng thật giá thật, thậm chí chị ấy còn đỡ cô đứng dậy và dặn lần sau nhớ phải cẩn thận. Bây giờ nghĩ lại mà Aizit vẫn cứ dạo dực y như lúc đó, vậy nên cô nguyện cống hiến cả sinh mạng này vì chị đẹp Enphasia. Trong khi Aizit Bolobala đủ thứ trên đời, Kiki đang chỉ cho Win thấy thứ gì đó ở dưới đất aizid kêu ca một thôi một hồi không thấy ông anh kia đáp lại mới tò mò tiến đến hỏi tiền bối đang làm gì vậy thì ra khi forjot walker di chuyển sẽ luôn để lại những mảnh băng nhỏ nhưng mảnh ở đây lại to hơn nhiều chứng tỏ phía trước có một con khổng lồ đang đợi bọn họ có thể nó đang ở nơi mà phép do tìm của aizid không chạm tới được nên win thẳng tiến đến hang ở gần đây aizid vội vàng bám theo hỏi tiền bối không dùng được ma pháp mà cái gì cũng biết vậy đúng là ma pháp rất mạnh nhưng win nghĩ nó không phải là tất cả đặc biệt là khi ở trong hầm ngục dù cậu chỉ là một kẻ vô năng, nhưng bù lại cậu có đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Quả nhiên khi hai người vừa tiến vào trong hang, một con quái vật to như quả núi đột ngột nhảy xuống. Nếu Win không kịp thời kéo Isis đi, chắc con bé đã bị chôn vùi trong lớp băng luôn rồi. Đúng như những gì mà Win suy đoán, đây là một con Zek khổng lồ với vô số con mắt và bộ nhá to trà bá. Zek là bản update cấp cao của Forz Walker, một quái vật hùng mạnh đáng giá 6 điểm tích lũy ở tầng 4 đột nhiên con quái ra đòn tấn công trước biến toàn bộ khu vực này thành những mảnh băng nhọn hoắt tất nhiên như đó vẫn chưa làm khó được win cậu dặn Aziz ở yên chỗ này để cậu xử lý nhưng đòn tấn công vật lý không có tác dụng với Frozek cách duy nhất để đánh bại nó là dùng ma pháp tầm xa nên Aziz khuyên cậu đừng có làm liều cơ mà con bé không biết rằng win đã từng đánh bại nó rất nhiều lần rồi cậu chuẩn bị sẵn đồ nghề rồi tốc biến đến chỗ con quái trong khi nó liên tục phóng ra tia laser dí theo cậu Win khéo léo nhảy ra sau lưng đối thủ, tăng tốc phóng xuống dưới người nó, khiến nó mất tầm nhìn nên tức tối bắn laser loạn xạ. Tiếp theo cậu phóng nhanh sang cánh cánh trái, ném vũ khí Joti chuẩn bị cho mình lên người Frozoset, sau đó liên tục di chuyển để trói chặt sợi dây quanh cái thây to bè của nó. Điểm yếu của Frozoset là lửa và những vụ nổ, sau khi chói nó đứng yên tại chỗ, Win chỉ cần đánh lửa lên sợi dây kích, hoặc quả bom vừa cài lên người nó là xong. Vụ nổ với công suất cực lớn bùng lên, khiến con quái vật băng nổ tan tành xác pháo. Aziz chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này mới biết những gì cô nghe khác hẳn so với những gì cô tận mắt chứng kiến nên đang phân vân không biết báo cáo như thế nào. Đến khi trở về tòa tháp ma pháp sư, cô vẫn nghĩ mãi về những gì vừa xảy ra và rút ra kết luận Win không thể trở thành ma pháp sư nhưng sẽ là một chiến binh tài ba. Aziz xin phép rồi mới tiến vào trong một căn phòng rộng lớn, cô kính cẩn quỳ xuống trước mặt các Magia Vende và đề cử Win gia nhập tòa tháp. Trong khi Enno tỏ vẻ khó chịu thì Gel lại rất hứng thú, ý kiến đối lập nên trong cả hai như muốn bem nhau tới nơi. Chaziot lập tức cản họ lại rồi nói, đợi kết quả của đại hội ma pháp sắp tới, rồi quyết định cũng đâu có muộn. Gel nghe cũng êm tai nên không có ý kiến gì nữa mà xôi xéo luôn, Enno cũng nhanh chóng rời đi, sau đó là Chaziot. Chỉ còn lại Enphasia với khối tinh thạch Win vừa lấy được, cô ngắm nhìn nó bằng đôi mắt long lanh và nhẹ nhàng nói rằng mình vẫn luôn đợi Win ở nơi này để tiến vào thượng viện cần 7.200 điểm trên tổng số 12.000 điểm tại học viện, từ đó mới có thể hướng tới ngôi vị Magia Vende. Sion dùng phép thuật hệ lửa thiêu cháy cùng lúc hai con golem, Colette mở cổng không gian dịch chuyển các tảng đá rơi trúng đầu chúng. Cả hai dễ dàng thông qua bài test với 9.889 điểm tích lũy cho Sion, 7.340 điểm tích lũy cho Colette. Trái lại với sự ưu tú đó, Win đang bị đối thủ liên tục tấn công áp sát, đang định chạy vòng ra sau thụi cho nó một cú, thì bị mấy khứa đứng ngoài cả khịa làm mất tập trung vậy nên Win đã nhận ngay một cú đấm cực mạnh của Golem ngã sóng xoài xuống sàn. Hai tên kia tiếp tục buông lời chế giễu, cậu đúng là đồ vô tích sự trong lớp thực hành. Ngay sau đó là màn song kiếm hợp bích cực kỳ bùng nổ của Lihanna Hanna và Wino với số điểm gần như tuyệt đối cho cả hai. Lúc này Julius bước ra vẩy nhẹ đũa phép, phóng ra vô số mảnh băng lên đám golem còn lại, rồi đóng băng chúng trong phút mốt với 10.048 điểm tích lũy. Vừa thi xong Julius đã tiến đến chỗ cặp đôi kia tuyên chiến rằng cậu ta nhất định sẽ hạ bệ bọn họ, sau đó ném ra một bông hồng băng thay cho găng tay. Winner lập tức chém tan nát bông hoa, Lihanna cũng nhanh chóng đánh bay toàn bộ vụn băng còn sót lại. Đây chính là nhóm triển vọng tiến đến thượng viện, bộ ba có trên 10.000 điểm ngầu đét trong mắt đám bạn cùng khóa. Điểm số là thứ xếp hạng năng lực của học sinh, nhưng với điểm số lẹt đẹt như hiện tại thì Win khó lòng mà tốt nghiệp được, chứ đừng hòng mơ đặt chân đến thượng viện đang buồn não hết cả bộ lòng mề, Julius vô tình đi ngang qua nhục mạ cậu không thương tiếc. Đến bữa trưa, Colet động viên Win phải cố được chiêu mộ trong đại hội ma pháp vì dựa vào điểm số bây giờ của cậu thì không thể nào vào thượng viện được. Giang hồ đồn đại có những trường hợp không đủ 7.200 điểm mà vẫn được chiêu mộ lên tòa tháp. Đúng là như vậy nhưng Win vẫn lo lắng lắm, cứ sắp đến đại hội ma pháp là mọi người lại hừng hực khí thế, mong có cơ hội trở mình. Đại hội ma pháp của Học viện Ligaden được tổ chức 2 năm một lần, rất nhiều cuộc thi khác nhau sẽ được tổ chức để các pháp sư cấp cao chiêu mộ người cho tòa tháp. Vì vậy mà đây chính là cuộc chiến sống còn, có thể nói con đường lên thượng viện được quyết định ở đây cũng không sai. Đáng chú ý nhất là quyền trượng lôi công pha dê, quyền trượng tiên linh Canan, quyền trượng viêm đế Ba Ham và quyền trượng băng cơ Vina. Mặc dù quyền trượng quan vương Noah không tham gia, nhưng bốn Magia Vende đương nhiệm đều sẽ có mặt chỉ cần được một trong bốn người bọn họ chọn thì việc được vào trong tòa tháp là hoàn toàn khả thi. Cơ mà chẳng có ai thèm để mắt tới một kẻ không đủ điểm tốt nghiệp, nếu Win muốn tham gia thì phải chuẩn bị màn thể hiện hoành tráng hơn cả ma pháp sư cấp cao. Colette khuyên cậu đừng nản lòng quá, cô nghe nói người quan sát cũng sẽ xuất hiện ở đại hội ma pháp để đánh giá xem những nhân tài nào xứng đáng được lên tòa tháp. Win lại cho rằng đó là một trong bảy truyền thuyết của học viện, kẻ không có khả năng như cậu chỉ nên đứng ở hậu trường hỗ trợ cho sự kiện thôi. Thấy Colette vẫn không chịu bỏ cuộc, Win liền nhắc lại thảm họa hồi năm 2, cậu đã bị khán giả trọi đủ thứ vào đầu vì không biết lượng sức mình. Colette nghe xong cũng phải công nhận kỳ đại hội đó đúng là một cơn ác mộng khiến Win bị ám ảnh đến mức sang chấn tâm lý. Cùng lúc đó ở dưới sân trường, đám học sinh đang liên tục thi triển ma pháp loạn xà ngầu, ai nấy đều cực kỳ hăng hái luyện tập cho đại hội sắp tới. Colette hóng hớt được lần này có rất nhiều nhà tuyển dụng đến từ các thành phố khác. Nếu không lên tháp được thì vẫn còn nhiều con đường khác cho anh em lựa chọn, nên Win cũng phải thể hiện thật tốt ở đây mới được. Đang định làm một bài đắc nhân tâm cho thằng bạn thì cô chợt chuyển qua khác, sau khi kiểm tra qua thì cô kết luận ở đây có kết giới được giấu rất kỹ. Sau khi Kiki phá được kết giới trên tủ khóa, hai đứa phát hiện ra cầu thang ẩn kéo sâu hun hút xuống bên dưới. Biết mấy đứa bạn đang mở nhà cái F88 ở đây, bọn họ không khỏi cạn lời nhiều chút vừa hay Sion cũng đang ở dưới này, tâm trạng đang không được tốt lại gặp phải khắc chế cứng, nên khứa này tỏ vẻ hổ báo cáo trồn nạt Win. Ai rè vừa dứt câu đã bị cô dí đũa phép vào mũi mắng trong một trận, Win tò mò hỏi sao Sion lại ở dưới này, bởi trong cậu ta không giống mấy kẻ đam mê tài xỉu cho lắm. Sion đã ngại không muốn nói, mà hai thằng em báo quá báo đã khai tuồn tuột ra, tỷ lệ cực của đại ca có gắn thêm tên lửa vào cũng chưa đuổi kịp top 3. Sion không nhịn được nữa liền quát chúng nín cái mỏ lại, nào ngờ đám đam mê đỏ đen bên dưới lại đồng loạt nhìn lên trên. Ngay cả Colette cũng chưa chọc Sion vẫn là một cậu bé, khiến cậu cọc ngang nhưng vẫn phải giải thích rõ ràng, không phải mình để ý hay ganh tị gì đâu. Chẳng qua bài thi viết của Sion không tốt nên mới thua điểm họ, chứ bàn về ma pháp thì cậu không thua kém gì Lihanna hay Whitno đâu. Nói cho đã xong tên nhóc này lại đùng đùng nổi giận rồi bỏ đi, Win trầm tư nghĩ sự kiện tầm cỡ như vậy, khó trách ai cũng có chút không khí lễ hội. Tiết học cuối cùng trong ngày vừa kết thúc, Colette đã định theo chân Win vào hầm ngục combat, dù là hôm nay cậu lại phải thăm ngàn ở chỗ Gina, làm cô bé chán nản gục đầu xuống bàn. Ở nơi tận cùng của Liga Den là khu ổ chuột Slumland, hôm nay cũng như mọi ngày, những người lùn thỏa sức uống rượu và cười đùa sau một ngày làm việc mệt mỏi tại quán rượu của Gina. Trong khi Gina xào nấu, Win phục vụ bia và đồ ăn cho khách hàng. Ông bác Donald cảm thán cậu thăm công tiếc việc quá, sáng thì giao báo, chưa thì đi học, tối lại làm thêm ở chỗ Gina. Win cười bảo mình không có học bổng, nếu không làm việc thì đào đâu ra tiền trả học phí đây. Ai dè bác Donald nói tham gia đại hội ma pháp cũng cá kiếm được lắm, Win liền xua tay xin rút lui thôi. Gina thấy cậu đứng tán phét lâu liền quát cậu tập trung vào chuyên môn, nhìn sang Zoti đang làm việc chăm chỉ bên cạnh mà học tập kìa. Chuyện là một nhân viên của quán tự nhiên nghỉ ngang nên cô Gina mới bảo Win dẫn bạn đến đây làm việc. Mấy ông chú uống say khướt nghe vậy liền trêu, cứ để Win cân hết mọi việc đi báo hại cô cậu chỉ biết than trời than đất. Sau khi khách hứa về hết, Jotty đề cập ngay đến vụ lương lậu ở đây không được tốt. Cậu thắc mắc sao Win không nhờ thầy Wagner giới thiệu cho job khác ok là hơn. Thật ra Win không muốn làm phiền thầy quá nhiều và lại cậu cũng rất thích người lùn. Họ hào sảng, thích tiệc tùng, có tay nghề khéo léo, đặc biệt là họ luôn nồng nhiệt chào đón cậu nên cậu rất kính trọng bọn họ. Đúng lúc này Win lỡ tay làm rơi cái thìa, vừa cúi xuống nhặt lên thì hội Julius bước vào trong quán. Trịch thượng chê chỗ này quá bẩn thỉu khiến mọi người vô cùng khó chịu thầy huynh đứng ở trong quầy julius thích thú cười lớn rồi lớn giọng chế diễu một tên vô dụng với lũ man di đúng là quá hợp nhau donald tức tối đứng bật dậy thì được một người bạn cản lại julius ném ánh mắt khinh thường về phía ông bác lạnh lùng nói người lùn là lũ hạ đẳng từ dị giới tới đây nên không có quyền được phản kháng ngày xưa khi lãnh thổ của người lùn bị những kẻ xâm lược tới từ thiên không phá hủy họ đã phải nương nhờ đến thế giới của con người Tộc người lùn luôn là đối tượng bị phân biệt nặng nề, nếu dám động vào một ngón tay của ma pháp sư, chỗ đứng của họ sẽ bị đe dọa ngay lập tức. Đó là lý do bác Donan A cay lắm rồi, mà vẫn phải dương mắt lên nhìn dám lòi con diễu võ dương oai. Tuy nhiên càng nhẫn nhục thì chúng lại càng lấn tới, món đậu vừa được bưng ra đã bị chúng chê bai thẩm tệ. Trong lúc bọn chúng hả hê khinh miệt người lùn vừa hôi vừa xấu, Win đã bước ra yêu cầu chúng rút lại những lời sỉ nhục vừa rồi. Đậu của người lùn được trồng trên vùng đất cằn cỗi, Mồ hôi của người lùn là minh chứng cho sự cống hiến hết mình khi làm việc trong môi trường khắc nghiệt. Đó không phải thứ để mấy thằng chầu tre như chúng chê bai ỉ ôi. Julius chẳng nghe lọt được chữ nào, còn khinh khỉnh đá luôn đĩa đậu vào người Win. Hai thằng đàn em đi cùng cũng được dịp lên mặt dạy đời cạo. Cơ mà mới mở mồm ra sủa đã bị Win hạ đo ván xuống sàn nhà, xỉu sắp xỉu đao cả một lũ với nhau. Lâu lắm rồi mới có kẻ dám xỉ nhục Julius đến vậy. Hắn khoai trá hóa đá toàn bộ quán rượu, rồi liên tục tung đòn hiểm tấn công Win. Julius quyết không buông tha cho con mồi, sau khi ghim chặt Win trên tường, hắn thong thả bước đến định ra đòn kết liễu. Ấy vậy mà ánh mắt kiên định của Win đã làm Julius đổi ý, hắn không muốn hạ gục cậu ở nơi tồi tàn như thế này, phải hạ nhục cậu trước đại hội ma pháp mới vừa cái nư của hắn. Win lập tức phá vỡ lớp băng, sau đó nắm lấy đũa phép của đối phương chấp nhận lời thách thức. Julius hưng phấn nở nụ cười đầy quỷ quyệt mà nói, nếu Win thua sẽ phải cuốn gói khỏi học viện ngay lập tức. Win cũng chẳng hề e ngại mà đưa ra điều kiện nếu cậu thắng Julius sẽ phải xin lỗi bác Donald và mọi người ở đây. Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra đại hội ma pháp bầu không khí tại quảng trường Lygarden đang nóng hơn bao giờ hết. Mọi ánh mắt đều hướng về phía khán đài và bàn tán về các thí sinh tham gia vào kỳ thi lần này. Các tuyển trạch viên cũng đã trà trộn vào đám đông để bắt đầu công việc đánh giá, khiến viện trưởng John không khỏi trầm trồ. Quả nhiên tòa tháp làm việc nhanh gọn lẹ. Lúc này idol giới trẻ Lee Hanna vừa hoàn thành xong phần thi của mình, thậm chí còn phá kỷ lục hạng mục đi bay. Aizit cũng nhanh chóng rời đi làm việc của mình, tiện thể cổ vũ cho vị tiền bối mà ai cũng biết là ai. Sion được Colette ngỏ lời mời vào team của mình nên đang hào hứng chạy như bay đến phòng thay đồ của tuyển thủ. Ai dè vừa mở cửa ra đã gặp Win làm thằng nhỏ tức lòi bản họng. Tổng điểm tích lũy trên 21.000 mới đủ điều kiện để tham gia cờ giao attack để Win thi được Colette mới mời mọc Sion chứ yêu thương gì. Sion giận tím người mắng Win sa sả vì cái tội không biết lượng sức mình, thì chợt khựng lại vì Win không thèm nhìn mình mà dán mắt vào khứa Julius phía sau. Nghĩ tới việc thằng nhãi này vũ nhục mình ở hầm ngục còn chưa đủ, mà bây giờ còn lơ đẹp mình khiến cơn thịnh nộ trong Sion càng thêm bùng cháy. Quay về với sàn đấu của Đại hội Ma Pháp, bình luận viên Mai đang giới thiệu phân tích viên là giáo viên bị ghét nhất học viện, ám xa Edward, nỗi ám ảnh khủng khiếp của biết bao thế hệ học sinh thấy mai ấm ức trách móc tổ nhân sự làm ăn như cái quần què thầy edward gườm gườm nhìn sang tên học trò láo lếu dặn cậu tiết học tới nhớ chuẩn bị sẵn quan tài đi là vừa mai lập tức chấn chỉnh lại thái độ thông báo hạng mục thi trong chiều này chính là cờ giao attack hội chị em yêu tinh nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị hàng loạt nghi thức ma pháp hoành tráng được tung ra để dựng nên khu vực thi đấu gồm vùng núi lửa vùng hồ vùng sa mạc vùng đồng cỏ và vùng rừng rậm không giống với các phần thi khác, đây là phần thi cho một đội ba người, người chơi sẽ bắt đầu từ rìa ngoài và tiến về phía quảng trường trung tâm. Đội nào lấy được vương miện đặt giữa quảng trường trước sẽ là đội chiến thắng chung cuộc. Tất nhiên thứ cản trở các đội thi không chỉ có các yếu tố tự nhiên mà còn có rất nhiều cạm bẫy công phu được bố trí bởi các giáo sư tinh anh trong học viện. Các đội có thể chọn con đường ngắn nhất dẫn tới quảng trường, gây cản trở cho đội khác cũng không sao, bởi vậy mà đây là phần thi khốc liệt nhất trong các phần thi của Đại hội Ma Pháp, nói cách khác có thể coi đây là một trận chiến đích thực. Thầy Edward còn bổ sung thêm, đây là phần thi đồng đội tập trung vào khả năng thực chiến lẫn khả năng chinh phục hầm ngục của học sinh. Các tuyển trạch viên sẽ tập trung vào phần thi này để tìm ra các nhân tố xuất sắc. Điểm đặc biệt của phần thi này là cuộc cạnh tranh giữa các học sinh top đầu. Hiện Whitner của đội 12 và Julius của đội 9 đang là tâm điểm của sự chú ý. Cá nhân Mai đã ôn in hết vốn liếng cho anh trai Whitner. Bên cạnh đó, đội 6 cũng đang khá nổi với tỷ lệ cực thấp nhất, với sự góp mặt tuyển thủ đầy tiềm năng Sion và kẻ vô năng Win khán giả liền bật cười đầy chế nhạo khi nghe thấy tên Win, vô số tiếng la ó khinh miệt vang lên làm Jotty có chút lo lắng cho khứa bạn. Thầy Wagner cũng tá hỏa khi thấy Win tiến vào vòng thi, nhưng khi thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt của cậu, thầy đành phải chịu thua. Sau khi các đội chơi yên vị ở đúng khu vực, phần thi đoạt vương miện chính thức được bắt đầu. Chứng ngại đầu tiên mà các đội phải vượt qua là một khu rừng golem. Trong lúc lũ học sinh đang bận chế nhạo đội Win, cậu đã phối hợp nhịp nhàng với Colette để phá tan lũ golem chỉ trong một hít áp lực khủng khiếp tỏa ra khiến toàn bộ khán đài xịt keo cứng ngắc chỉ có thầy edward là biết ngay mọi chuyện sẽ thành ra như vậy dù không dùng được ma pháp win vẫn có thể tấn công bằng chiếc găng tạo bởi ma pháp thành công giúp đội mình vượt qua rừng golem với vị trí thứ nhất bấy giờ ký ức ở hầm ngục ngày hôm đó lại ùa về trong đầu sion có chết cậu cũng không thể chấp nhận việc bản thân được tên vô dụng đó cứu Thế nên Sion đã chăm chỉ tập luyện có thể mạnh hơn dù chỉ một chút, ấy vậy mà lúc này kẻ mà cậu ta căm ghét nhất đã dễ dàng qua mặt, chiếm hết mọi support line mà cậu hằng mong muốn. Đội 6 tiến thẳng vào vùng sa mạc và bị sơ Tôn Sơ Cô dội đá xuống tấn công như mưa. Win hít sâu một hơi nện mạnh xuống đất, dựng nên bức tường đá vững chắc làm khiên, sau đó phóng vọt lên trên tiếp tục kết hợp với ma pháp ảo diệu của Colette hàng loạt thanh kiếm được triệu hồi xuống dưới cho win mặc sức phóng chúng tới chỗ sơ tôn sơ cổ cậu ném phát nào là chúng phát đó khiến tất cả đồng loạt phát nổ đùng đoàng duy chỉ có một cái bị chật nên win đã tự tay chém nó nổ tung trong tư thế hiên ngang không gì có thể cản phá được tốc độ bàn thờ này không chỉ khiến sion kinh ngạc mà bình luận viên tại sàn đấu cũng phải choáng ngợp mặc cho mấy khứa học sinh cố chấp cho rằng nhờ ma pháp của colette mạnh những người đánh giá đang cực kỳ ấn tượng với màn thể hiện của đội 6. Đây chính là lợi thế của một người thường xuyên làm nhiệm vụ ở hầm ngục, dựa vào kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm, Win đã loại bỏ toàn bộ những động tác thừa và đột phá cạm bẫy bằng phản xạ. Trong khi Isaac cùng nhiệt cổ vũ cho Senpai Win hết mình, làm những người xung quanh hết hồn, các đội chơi khác đang bắt đầu rối loạn khi biết tin đội 6 đang dẫn đầu cuộc thi. Ai cũng nóng lòng muốn vượt lên, nhưng những cạm bẫy lại không buông tha cho bọn họ. Trận chiến năm nay cũng khốc liệt chẳng kém gì các năm trước, vị trí dẫn đầu vẫn đang thuộc về đội 6, khiến người xem không giấu nổi sự phấn khích mà hô hào ẩm ĩ. Julius lúc này đang thắc mắc vì sao quảng trường lại ồn ào như vậy, thì hai thằng đệ thông báo đội của tên bất tài đang đứng thứ nhất. Julius không những không nổi cáu mà còn khoái trá nhe răng cười, hắn nhất định phải đón tiếp bọn chúng thật cẩn thận mới được. Cùng lúc đó nhóm của Win đã tiến vào vùng cuối cùng, khu rừng ma thuật âm u tăm tối, với vô số cạm bẫy được đặt san sát nhau. Win lập tức đứng khựng lại đánh giá tình hình, nhận thấy bẫy được kích hoạt theo dây chuyền, cậu nhanh chóng dùng kiếm quét các vòng tròn ma pháp lên. Nguyên thao tác cực kỳ nhanh gọn, với mục đích để chúng tự triệt hạ lẫn nhau, và đúng như tính toán của cậu, cả bọn chỉ cần đứng im nhìn mấy cái bẫy bắn nhau bùm chiếu. Người đã tạo ra cái bẫy ngầm đầy ác độc này là thầy Edward, cũng chỉ đành ngậm ngùi tặc lưỡi trước màn thể hiện đầy ấn tượng. Dựa theo quy tắc của phần thi đoạt vương miện, càng đến gần quảng trường trung tâm thì tỷ lệ chạm trán kẻ địch càng tăng cao. Nơi bắt đầu các trận chiến giữa các đội sẽ nổ ra từ khu rừng này trở đi, Win muốn đi trước để chiếm thế thượng phong. Chỉ cần lấy được địa thế lợi hình để mai phục thì kẻ mạnh như Julius cũng chỉ là cái tên mà thôi. Nào ngờ vừa nghĩ xong cậu đã ăn ngay một trường xuyên qua áo khoác, xui rủi mà chúng đòn này chắc đã quy tiên luôn rồi. Tất nhiên người vừa tung đòn tất sát đó chính là Julius, Win trợn tròn mắt đầy kinh ngạc khi bị khứa này đón đầu, có khi nào hai tên còn lại đang ẩn nấp chờ thời cơ xông ra tấn công không? Julius bình thản vẫy đũa phép phóng ra cơn mưa băng thạch, khiến đất đá văng lên tứ tung nhưng không làm khó được Win, cậu bắt buộc phải tái đấu với tên trịch thượng này ngay ở đây. Tuy nhiên còn chưa kịp làm gì ngọn lửa phẫn nộ của Sion đã bùng lên, cậu quyết triệu hồi lửa địa ngục để quét sạch mọi thứ. Colette nhanh tay tạo khiên chắn cho Win trước khi ngọn lửa quét qua, thiêu trụi cả một mảng rừng rộng lớn, kèm theo đó là rung chấn dữ dội truyền đến cả khán đài. Win lọn trọng tháo kính giữa biển lửa, cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra, chỉ thấy rừng cây trước mặt chỉ còn lại mấy gốc cây đang đỏ lửa. Bây giờ Colette mới hiểu mục tiêu của Sion không chỉ có Julius mà có cả Win, cô tức giận hỏi cậu ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu thì nhận được câu trả lời lạnh như băng mà không cần cố của sion cậu đã im lặng để cho colet lợi dụng từ đầu tới giờ đây là lúc cậu phải đòi lại tất cả mọi thứ sion chính thức tuyên chiến với win trong sự bàng hoàng của chính chủ thấy cậu thắc mắc người cùng một đội sao lại cắn nhau sion mồi trước một đòn rồi bảo cần gì lý do để đánh một tên vô dụng chứng tay gai mắt như win Colette định lao ra cản lại thì bị bức tường băng của julius chặn đứng méo thể tin được hứa đầu xanh vẫn sống sau khi lĩnh trực diện cú pháo kích của sion ngay sau đó cô nàng còn bị Julius thẳng tay hóa đá, khiến Win vô cùng lo lắng nhưng vẫn phải đối phó với Sion ở bên này. Vì mất tập trung mà cậu để mất một thanh kiếm, thấy Sion nhất quyết muốn đấu với mình ngay lúc này, Win đành nhặt kiếm lên và sẵn sàng choảng nhau với đồng đội một trận ra ngô ra khoai. Ban đầu Sion thấy Win là một tên thảm hại tới mức chướng mắt, Sion đã đề nghị Win làm thuộc hạ cho mình vì muốn giúp hứa này bớt chướng mắt hơn ấy vậy mà win chẳng thành kem mà lẳng lặng bỏ đi bị lờ đi như vậy khiến sion cực kỳ khó chịu sion đuổi theo giữ win lại nhưng lại bị cậu hát hủi cực mạnh win thậm chí còn chẳng coi bọn họ là vật chướng mắt điều này làm cậu trở thành người mà sion ghét nhất quả đất quay về với hiện tại win đang chạy chối chết trước những đòn tấn công liên tục của sion cậu ta điên cuồng phóng ra hỏa cầu như muốn thiêu chết đối thủ win vung kiếm phản đòn thì lại bị sợi dây lửa cuốn lấy treo ngược cậu lên không trung Vừa cắt được dây Sion đã bồi thêm đòn nữa, quyết tâm truy cùng diệt tận Win nhưng cậu đã dùng kiếm đỡ được. Sion chế nhạo cậu chỉ biết nhảy nhót né tránh như một con thú bị dồn vào đường cùng, có giỏi thì nhào lên tấn công mình xem nào. Cơ mà Win chờ Eche, dù Sion có gào gáy thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không muốn Innova với đồng đội, hơn nữa cậu còn phải giữ lời hứa với hội người lùn. Dẫu vậy Sion vẫn cố chấp đòi chiến cho bằng được, làm Win đắn đo có nên đánh trả hay không. Tình đồng chí dặn nứt trong đội 6 được truyền hình trực tiếp ngay tại quảng trường, bình luận viên Mai nhanh chóng hỏi thầy Edward có nhận định gì về tình huống này không. Ông thầy không thể giấu nổi sự vui sướng trên nét mặt, bất kể lý do là gì thì nội chiến là điều không thể chấp nhận. Bởi nó đi ngược lại với chủ trương của cờ giao Attack, chắc chắn các tuyển trạch viên sẽ trừ không ít điểm cho lỗi này. Điệu cười hà hê của thầy Edward khiến Mai nổi da gà, tuy nhiên phân tích của ông lại khá chính xác những tuyển trạch viên tỏ ra khá thất vọng vì hành động bốc đồng của sion dù điểm tích lũy của cậu đứng thứ tư trong khối nhưng họ không thể nhắm mắt bỏ qua chuyện kia được jotty trên khán đài đang lo lắng cho bạn cùng phòng thì aizit lần la đến hỏi ngồi cùng có được không thấy con nhỏ cổ vũ cùng nhiệt cho win jotty vừa ngạc nhiên vừa tò mò sao nhỏ lại hết mình cổ vũ cho win như vậy aizit giải thích có người đã giới thiệu win cho mình mới đầu cô cũng không để tâm lắm nhưng giờ cô lại cực kỳ chú ý đến anh ấy Jotty nghe vậy liền ôm mặt cảm thán, thằng bạn mình nổi tiếng quá rồi mà Jotty chính là fan cứng số 1 của Win. Quay về với khu vực thi đấu, Colette vẫn chưa ngỏm sau đòn tấn công của Julius, cô muốn ngăn không cho hai khứa kia đấm nhau nhưng lại bị Julius giữ chân. Mới dựng khiên chắn các thanh băng nhọn, Colette đã dính trưởng kích nổ bẫy, làm bùng lên một vụ nổ lớn ở giữa khu rừng. Bây giờ đám học sinh chợt phát hiện ra một điều kỳ lạ, dường như Julius đang có mặt ở mọi địa hình trên map đấu nơi nào có người là nơi đó có dấu răng của hắn, những kẻ khác có thể sợ hãi, chứ huyết thừa biết tên gây rối này sẽ mò tới chỗ mình rồi. Đằng nào cũng gặp rồi anh trả lại hoa cho Julius trước đã, vòng tròn ma thuật lập tức được kích hoạt, nổ tan xác tên phản diện khó ưa. Ngặt một nỗi đó không phải Julius thật mà chỉ là mảnh băng, từ đó Whitno biết được Julius còn giấu một con bài tẩy là tuyệt chiêu của Magia Vende. Dù chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, mai thấy Whitno liền xoắn quẩy lên cổ vũ cho thần tượng kiêm tài sản của mình phó quan tiên tộc phi vít ngồi vắt vẻo trên cao theo dõi trận đấu không khí lễ hội ồn ào quá sức chịu đựng với người hướng nội như cô nên cô chỉ muốn về nhà ngay và luôn tất nhiên zephia không để cho bà chị chim cút được bởi đây là tế điển diên ra của cư dân thiên đường lát nữa bọn họ còn phải về báo cáo với ngài n nữa tiếng xì xào bàn tán về đội sáu cứ bay vào tai gordon dù biết sion rất ghét tên vô dụng nhưng gordon cũng không hiểu sao cậu ta lại giờ quẻ trong đại hội ma pháp Lily bên cạnh lại hiểu được cảm xúc của Sion, còn Gwyn thì hoàn toàn không hiểu được lý do Sion lên cơn điên. Cậu luôn thắc mắc vì sao Sion luôn gây rối và bắt nạt mình, rốt cuộc cậu đã làm gì sai để bị ghét như vậy. Gwyn biết bản thân là một kẻ vô dụng nên cố gắng sống im lặng nhất có thể, cậu bỏ ngoài tai những lời chế giễu, cũng không buồn phản kháng vì chỉ muốn được hai chữ bình yên. Con Jun xéo lắm cũng quằn, càng nhẫn nhục thì kẻ khác lại càng lấn tới. Gwyn muốn tới cao nhất của tòa tháp hội ngộ cùng với cô bạn Enfi, vậy nên cậu không được bỏ cuộc vào lúc này. Sion bây giờ đang đọc thần chú triệu hồi phượng hoàng lửa rồi ra lệnh cho nó phóng thẳng tới chỗ Win. Cứ tưởng cắt được một cánh của nó sau đó tấn công Sion là endgame nhưng tốc độ hồi phục của phượng hoàng lửa quá nhanh. Muốn ngăn chặn khả năng đó bắt buộc phải phá hủy ma hạch trên người nó. Win bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, trước mặt là Sion sau lưng là phượng hoàng lửa. Một người một chim phối hợp công kích cùng lúc, Win né được mồi lửa của con chim nên chỉ tập trung phản đòn Sion công dụng chính của nó là làm tấm khiên câu giờ cho chủ nhân niệm chú, ngoài ra còn có tác dụng gia tăng hướng tấn công. Win chỉ dùng một tay đánh bật hỏa kích của Sion ra đằng sau, tạo thành vụ nổ với chấn động cực lớn. Sau màn cân sức đầy căng thẳng vừa rồi cả hai tạm thời chưa lao vào nhau, vì đứa nào đứa nấy đều không thở ra hơi. Toàn bộ khán đài xịt keo ngay sau màn combat vừa rồi, kỹ năng của Sion được Edward công nhận vượt tầm của một học sinh dùng được ma thuật hệ lửa cao cấp, lại còn triệu hồi được cả phượng hoàng lửa, không ai nghĩ một học sinh có thể dùng được ma thuật với độ chính xác cao như thế. Tuyển trạch viên hệ lửa cực kỳ ấn tượng với Sion, biết tin trước đây khứa này luôn xếp sau top 3 của trường, anh ta càng thêm tò mò động lực khiến Sion phá vỡ giới hạn bản thân là gì. Đây là lý do khiến anh thích những kỳ thi như thế này, cứ nghĩ chúng là chim non chưa ra khỏi tổ, nhưng thoáng chốc đã thành diều hâu mạnh mẽ rồi. Thu hoạch lần này khá ok, phải báo cáo ngay cho quyền trưởng viêm đế Chazios mới được. Quay về với trận đấu, Huy nhận ra Sion đã mạnh hơn trước rất nhiều, thấy khứa tóc đỏ chưa thỏa mãn với màn giao đấu vừa rồi. Cậu gượng dậy chất vấn vì sao cả hai phải đánh nhau sứt đầu mẻ chán như thế. Sion nghe thế tức tối siết chặt đũa phép, chính cậu ta cũng không hiểu vì sao Win không hề oán hận mình, trong khi cậu luôn thể hiện ra bản thân là một thằng đặc cầu đúng nghĩa. Tất nhiên Win có tức giận và hận thù, người chứ có phải khúc gỗ đâu mà không có cảm xúc. Bao nhiêu lần ý nghĩ trả đũa hiện lên trong đầu cậu, nhưng ưu tiên hàng đầu bây giờ là chiến thắng Julius, nên cậu không có thời gian đôi co với Sion. Nghe xong Sion lại càng cay cú hơn nữa, lúc nào cậu ta cũng khó chịu vì một kẻ vô dụng như Win luôn tiến về phía trước, mà không thèm nhìn về phía mình lấy một cái. Ai mà ngờ được một tên tự cao tự đại như Sion lại thèm khát sự chú ý từ Win tới vậy, người nào không biết lại tưởng khứa này tương tư mình cũng nên. Sion méo quan tâm Win có chuyện gì hay không, cậu chỉ muốn đấu một trận ra trò ngay tại đây. Dù Win luôn tỏ ra như không cần ai công nhận mình, nhưng tận sâu trong đáy lòng cậu vẫn muốn được công nhận. Nếu Sion đã coi trọng mình như vậy, Win phải dùng toàn lực để đối đầu với cậu ấy. Cuối cùng cũng được nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Win, Sion sung sướng chĩa đũa phép lên trời niệm chú trong niềm hân hoan. Trong khi đó, Win sẵn sàng thủ thế dồn sức phản công ngay khi ma pháp được kích hoạt. Có điều lần này không chỉ có Phượng Hoàng lửa phóng tới chỗ cậu, mà có cả ma pháp hủy diệt tấn công diện rộng trong tình thế ngặt nghèo nhất nguyên nhìn thấy quỹ đạo mà xông lên bất chấp việc dính đòn từ ma pháp hủy diệt cậu bỏ qua phòng thủ để tấn công trực tiếp vào ma hạch của con chim sau đó tức tốc lao đến chỗ sion bốn mắt nhìn nhau tóe lên tia lửa điện ngay lúc trận chiến bước vào thời khắc quan trọng nhất một bức tường bất ngờ được dựng nên khiến hai ông cháu va phải sưng vêu đầu colette trong trang phục Jack Tetua đang lù lù đứng bên cạnh hai đứa julius đột nhiên biến mất nên cô đã tốc biến đến đây ngay đột nhiên sion ôm mặt ré lên một tiếng váng trời sao tiểu thư quý tộc chưa kết hôn lại để lộ hết hàng họ ra như vậy được cơ mà colette te tua thế này là do hai người họ lao vào đánh nhau chứ gì nữa cô yêu cầu win đi trước so tài với julius sion không đồng ý liền bị colette sạc cho một bài không dám ho he gì đúng lúc đó win khoác áo lên người cô rồi nhấc kiếm rời đi để lại colette ngượng chín mặt và sion đang tức muốn đi lên sau khi vượt qua vô vàn chứng ngại vật những gương mặt đầu tiên sắp xuất hiện tại quảng trường đầu tiên là đội chính của tuyển thủ Julius, ngỡ đâu vương miện vinh quang đã nằm trong tầm tay thì win nhảy bổ qua hàng ghế khán giả lao thẳng xuống dưới đất thách thức tên bố láo bố tuếch kia tái đấu bây giờ ở trên tòa tháp pháp sư Enfi lại ngồi thơ thẩn bên cửa sổ như mọi ngày trông như nàng thơ nhưng thực chất là con nhỏ đang ngủ vắt lưỡi phó quan băng hệ sajitsa phải đánh bốp vào đầu để đánh thức cô đồng thời nhắc nhở cho cô nhớ vị thế của một magia vende chứ ngày nào cũng không ngủ thì nhìn xuống dưới tòa tháp lỡ ai biết người ta lại cười cho Sazisa tới đây để đưa cho Enfi xem báo cáo về những nhân tài triển vọng do các tuyển trạch viên vừa gửi về. Năm nay có một số tinh anh mà băng hệ nên để mắt đến, trong đó có Julius được kỳ vọng trở thành người kế vị Enfi. Quay trở về với sàn đấu chính, cuộc thi đoạt vương miện đang dần đi đến hồi kết với màn đối đầu giữa đội chính của Win và đội 6 của Julius. Đây cũng là điều mà hắn mong muốn, nếu giành chiến thắng mà chưa sỉ nhục được Win thì hắn không thể nào thỏa mãn được. Tất nhiên Win sẽ không chịu thua khi tên kiêu ngạo kia chưa mở mồm ra xin lỗi bác Donald và những người lùn. Julius nghe vậy liền khinh bỉ nói cậu chỉ là con chuột để hắn chơi đùa, sau đó tung ra màn xương dày đặc bao phủ khắp sàn đấu. Win lập tức nâng cao cảnh giác, nhờ cảm nhận được ma lực cùng tiếng bước chân, cậu đoán được đội 6 đang bao vây úp sọt mình. Khối băng lớn bất ngờ phóng đến chỗ Win từ phía sau, Win đánh bay nó đi rồi liên tục di chuyển, chỉ cần dừng lại sẽ trúng đòn ngay dù tầm nhìn bị hạn chế nhưng cậu vẫn có thể xác định được vị trí của địch từ các đòn tấn công đòn thứ hai đòn thứ ba win bật nhảy lên cao né đòn ngon ơ đã thế còn tìm ra hết vị trí mà chúng đang trốn win nhào thẳng xuống chỗ julius cơ mà một khối băng đột nhiên bay qua từ cánh phải khiến cậu mất thế chủ động màn xương dần dần vơi đi để lộ ra bộ ba đội sáu chưa hề di chuyển khỏi vị trí ban đầu lấy một bước không chỉ win mà toàn bộ khán giả có mặt đều bị đánh lừa bởi trên sân đang có tới năm khứa julius trong lúc Win sốc cứng người, Julius thân thiện nhắc cho cậu biết, Julius ngay trước mặt cậu có thể phát nổ. Hắn vừa dứt lời một vụ nổ lớn lập tức bùng lên khiến Win bị đóng băng, nhưng đây không phải điều quan trọng nhất. Ma pháp mà Julius đang sử dụng chính là bí kỹ được tạo ra bởi thiên tài Enphasia. Englad là cái tên được đặt để vinh danh cho 12 bí kỹ của Enphi sáng tạo nên. Thứ Julius vừa sử dụng là ma pháp thứ nhất trong 12 ma pháp đó, Enwai có thể tạo ra những phân thân băng giống như chủ thể. Nguyên lớn tiếng chất vấn vì sao Julius dùng được ma pháp của Enfi thì nhận được câu trả lời xanh dờn, dựa vào tài năng chứ còn gì nữa. Julius đã tự mình tìm hiểu và học được bí kỹ này, Magia Vende cũng chỉ là một cái tên mà thôi, ngày nào đó hắn sẽ lột trần Enfi cho mà xem. Sỉ nhục Nguyên thì được chứ sỉ nhục cơ rớt Quyên thì tới số ngay, cậu phá băng phóng đến chỗ Julius nhưng bị vây quanh bởi ba phân thân của hắn. Julius có thể điều khiển chúng theo ý muốn và biến chúng thành một cái lồng, nhốt Win ở bên trong không thể thoát ra được, để tảng băng khổng lồ như thiên thạch dội thẳng xuống nó. Sức mạnh dã man con Nga này khiến tất cả phải há hốc mồm đầy kinh ngạc, ngay cả thầy Edward cũng phải công nhận thực lực của Julius, quả nhiên hơn 10.000 điểm tích lũy không phải do ăn may. Lúc này Julius nâng giọng hỏi các tuyển trạch viên, Julius có tuyệt vời không? Ma pháp băng của hắn là toàn năng và hắn dư sức trở thành người kế nhiệm của Enfasia. Trong khi đám học sinh trong trường hò reo ầm ĩ, Aizit lại chửi thầm tên khốn dám lợi dụng idol của mình để thể hiện bản thân. Đương nhiên kế hoạch bẩn thỉu ấy không thể xảy ra, bởi Win đã phá nát lớp băng dày cộp mà hiên ngang bước ra. Cảm ơn Julius đã dùng ma pháp làm nguội bớt cái đầu đang nóng của mình, bởi cứ liên quan đến Enfi là Win lại dễ lốt cần trồ. Julius cay cú phóng ra ba phiến băng lớn đánh úp Win nhưng bất thành, đã vậy còn bị cậu hạ luôn hai tên tay sai đắc lực. Ẩn mình bên trong sự hỗn loạn của những đòn ma pháp, rồi tấn công hội Julius ngay khi chúng mất tầm nhìn. Cảnh này trông thật quen thuộc, hình như thầy Edward cũng từng dính phải chiêu này của Win. Bây giờ các phân thân của Julius đồng loạt vỡ nát do hắn bị Win bắt hóp việc điều khiển phân thân dựa vào đồng đội. Julius mới chỉ tiếp cận được ma pháp của Enfi, chứ không có cửa so sánh với chính chủ được, nên giấc mơ trở thành người kế vị vẫn còn xa vời lắm. Và lại điều Enfi mong muốn không phải người kế vị, mà là một thanh kiếm kề vai sát cánh bên mình. Nguyên lạnh lùng phân tích Julius vẫn chưa thuần thục phép, một mình hắn không thể nào kiểm soát được từng ấy phân thân nên mới cần tới sự trợ giúp của hai khứ kia. Bị bắt bài khiến Julius cay hơn ăn ớt, hắn đánh phủ đầu Win bằng một màn bom khói, sau đó liên tục dội băng xuống đầu cậu. Win né được thì Julius lại điều khiển phân thân tiếp tục, cơ mà một mình hắn không kham nổi bốn phân thân nên chẳng thể động tới được một cọng lông của Win. Dù vậy Julius vẫn nghĩ kẻ vô năng như cậu sẽ không phân biệt được thật giả, bởi phân thân của hắn đều sở hữu vẻ đẹp trai vô cùng tận giống bản gốc đang tự thẩm du tinh thần thì Win bất ngờ lao đến trước mặt, cậu chém nát tường băng mà Julius dựng nên, đánh bật đối phương bắn ra xa trong sự ngạc nhiên, thế méo nào thằng này lại biết mình là người thật. Julius đã muốn biết thì Win cũng không ngại trả lời, nhiệt độ của phân thân do NY tạo ra ngược hẳn với chủ thể. Khả năng kiểm soát không tốt dẫn đến việc linh khí bị dò dỉ, bước chân sẽ để lại mảnh băng giống như phở George Walker. Julius trợn ngược mắt xác minh lời Win nói, thế quái nào một tên vô dụng như nó lại hiểu về ma pháp này hơn cả hắn chứ. Xui cho hắn đánh ai không đánh lại đánh chúng bạn từ nhỏ của Enfaria, bọn họ đều là những đứa trẻ bị vứt bỏ, lớn lên cùng nhau tại một cô nhi viện. Thế nên Win hiểu về ma pháp của Enfi hơn bất kỳ ai. Cậu ngưỡng mộ và học hỏi rất nhiều từ cô ấy, nhưng mãi chưa thể bắt kịp được. Dù vậy, Win vẫn nắm được mọi điểm mạnh và điểm yếu trong ma pháp của Enfi. Chỉ có Julius cố chấp không tin vào điều ấy mà thôi. Nếu đã vậy, Win đành phải tiết lộ bí mật gây sốc: Enwai là ma pháp được Enfi sáng tạo ra lúc cô mới 2 tuổi. Đây chẳng khác nào cú đánh trực diện vào lòng tự tôn cao ngút trời của Julius. Hắn đã tự hào và kiêu ngạo biết bao khi học được ma pháp này, vậy mà chỉ cùng đẳng cấp với một con nhóc 2 tuổi thôi sao. Không chịu nổi sự đà kích cực mạnh này, Julius phá lên cười rồi triệu hồi cùng lúc tám phân thân cho mọi người trầm trồ chơi. Bây giờ hắn không cần phải kiểm soát sức mạnh nữa, hắn sẽ nghiền nát đối thủ bằng số lượng áp đảo, ép Win chịu thua dưới chân mình mới chịu ngặt một nỗi ông cháu này không biết rằng từ hồi còn bé tí một mình win đã solo với hẳn mười cô enfi như đây nào có nhằm nhò gì với hồi đó julius tức chảy máu mùng kích hoạt vô số khối băng nhọn hoát phóng lên trời sau đó liên tục đâm thẳng xuống chỗ win tuy nhiên chúng lại không thể bắt kịp tốc độ của cậu thấy win nhẹ nhàng xiên thủng đầu của một phân thân julius sợ tái mặt vừa chạy vừa điều khiển đám còn lại xử đẹp cậu win chẳng hề nao núng mà tiếp tục xông lên cậu quăng mình lên không né đòn rồi lại hạ xuống đất chém nát julius bản pha kẻ Chúng tập trung công kích cậu bao nhiêu, cậu đánh trả lại bấy nhiêu, không một tảng băng nào có thể chạm đến Win. Chỉ thấy kiếm lia đến đâu là phân thân bị hạ gục tới đó, chẳng mấy chốc mà cậu đã bắt kịp bản gốc và đấm cho hắn một cú rơi cả răng, ngã văng vào tường rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Mà lật kèo đỉnh cao này khiến khán đài như nổ tung, kẻ bị cho là vô dụng đã đánh bại tinh anh với hơn 10.000 điểm tích lũy. Trong khi Jotty sừng sốt không thốt nên lời, Aziz lại vui mừng nhảy múa ăn mừng chiến thắng, còn thầy Wagner bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ không còn ai cản được Win chạm tay vào vương miện được nữa rồi. Cơ mà Winno đã nhân lúc bọn họ so tài những tay trên mất tiêu rồi, quả nhiên không phụ lòng bình luận viên Mai On in hết vào khứa này. Vậy là sau màn đấm nhau tưng bừng, người chiến thắng cuối cùng lại là đội 12 của tuyển thủ Winno. Pháo hoa bắn lên tung tóe chúc mừng đội thắng cuộc. Sajisa thấy thế liền thông báo cho Enfi. Cơ mà chả hiểu sao nhỏ này lại run bần bật hỏi có cách nào thay đổi quá khứ hay xóa đi ký ức của người khác không? hóa ra enfi không hề cố ý bắt nạt win mà chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình ai ngờ thằng bạn thân lại nói huyệt tuệt ra quá khứ báo đời của mình trước mặt bao nhiêu người như vậy chứ thi thố xong xuôi win mới có cơ hội ngồi nghỉ ngơi dù thua cuộc nhưng cậu vẫn giữ được lời hứa với những người bạn của mình sau màn thể hiện xuất sắc tại lễ hội trường win cùng các bạn được tộc người lùn chiêu đãi một bữa tiệc thịnh soạn ai cũng vui vẻ chè chén no say colette khá thất vọng khi win không được các tuyển trạch viên chú ý tới sau đó đổ tất cả lỗi lầm lên đầu sion Thật ra Win đã ngỏ ý mời Sion đến đây, nhưng tên đó lại từ chối không thèm đi. Bác Donald rất vui vì Win đã đánh bại Julius, giúp bác nhận được lời xin lỗi tử tế, đã thế còn giúp quán có thêm một chân chạy việc, dù không nhanh nhẹn cho lắm nhưng méo mó có hơn không. Trong khi mọi người tận hưởng bữa tiệc, thầy Wagner lại khá lo lắng khi Win gây được tiếng vang lớn trong đại hội ma pháp, được mọi người công nhận thực lực chưa chắc đã là chuyện tốt. Đúng như dự đoán của thầy Wagner, hiện tại Win đã trở thành idol mới nổi được đám học sinh săn đón, nhất là khi cuộc thám hiểm hầm ngục trong vòng một tuần đang tới gần. Không ít người lân la đến mời Win về đội của mình, thậm chí còn tranh giành một cách quyết liệt khiến cậu chưa thích ứng kịp. Mới mấy hôm trước còn nằm dưới đáy xã hội không ai thèm ngó ngàng, vậy mà bây giờ những học sinh ở vị trí đầu cũng dần có hứng thú với cậu. Lúc này Colette mới hiểu đây là điều thầy Wagner muốn nói, cô lao ra mắng cái lũ trở mặt nhanh hơn trở bàn tay. Trước giờ chúng luôn chê bai dè biểu Win, nhưng cậu vừa thành danh một cái đã mò đến cái phim. Tuy nhiên Win lại không nghĩ thế, chân bé đủ này hớn ha hớn hở khi nhận được nhiều lời mời như vậy. Nhỏ tóc xanh thấy thế liền bảo cô Led đừng có đứng đây phá bĩnh, cá là cô cũng chỉ muốn giữ Win cho riêng mình thôi. Cô Led bị bắt hóp cũng hơi sượng nhưng cô không thể để cửa rớt rơi vào tay đứa khác. Cô lớn tiếng từ chối mọi đề nghị hợp tác, với lý do ngày mai cả hai có hẹn đi mua sắm cùng nhau rồi đến tối về ký túc xá cô Led cuống hết cả lên vì lúc chiều chủ động mời win đi chơi may sao có cô bạn jose động viên sốc lại tinh thần cùng lúc đó win cũng đang kể cho joti nghe về cuộc hẹn ngày mai dù không hứng thú lắm nhưng đúng lúc có đồ cần mua nên cậu đành chấp nhận hôm sau Colette mặc bộ đồ dễ thương nhất đứng chờ win ở quảng trường win vừa tới đã khen trang phục và kiểu tóc hôm nay rất hợp với cô làm cô ngại ngùng đỏ cả mặt cứ tưởng cả hai sẽ có một ngày trọn vẹn bên nhau cơ mà đúng lúc này joti đột ngột xuất hiện khiến Colette không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chuyện là hôm qua Joti ngỏ ý muốn đi cùng bọn họ, nên Win đã đồng ý ngay mà chưa nói với Colette. Khó khăn lắm mới có cơ hội đi chơi riêng với cửa rớt, ấy vậy mà tên tóc vàng kia dám ngang nhiên năm tay Win đi trước, biến Colette từ nữ chính ngôn tình thành nữ phụ đam mỹ. Cứ lúc nào cô muốn tới gần Win là tên kỳ đà kia xuất hiện, cả buổi đi chơi cô biến thành cái bóng đèn sáng trưng, chỉ biết đứng từ xa nhìn Joti tận tình chăm sóc Win. Colette ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, cô cố gắng nhịn cơn giận đến cuối ngày mới chất vấn Win chuyện đó là như nào. Bạn cùng phòng mà gần gũi quá mức cần thiết, hơn nữa Joti lại có khuôn mặt xinh đẹp hơn cả con gái, không chừng lại là cú có gai cũng nên. Win cười xòa bảo cô bạn nghĩ nhiều quá rồi. Joti là đàn ông đích thực còn thích được hay không thì cậu không biết. Đúng là bọn họ suốt ngày dính lấy nhau như hình với bóng, nhưng từ khi mới gặp nhau Joti đã luôn như vậy nên bên cũng quen dần đều. Đúng lúc đó Joti quay lại cùng hai cốc nước, cậu ta cố ý ngồi sát dạt về phía Win còn đòi uống chung cốc với Win để trêu tức nhỏ bánh bèo bên cạnh. Cô giận tím mặt quyết không cho tên này được như ý nguyện nên chủ động bảo khứa này uống chung với mình nhận thấy đối phương đã ban căng Jotty kiếm cớ đuổi Win đi chỗ khác để mình và Colet giải quyết rõ ràng với nhau Cơ rớt vừa đi khuất dạng Colet đã hỏi thẳng vào vấn đề chính Jotty cũng thẳng thắn thừa nhận mình yêu Win hơn bất cứ ai tình cảm Colet dành cho Win chỉ sách dép cho cậu mà thôi Colet tức điên nói 4 năm trước cô và Win đã từng ôm nhau nhưng thế đã là gì so với những lần tắm chung của Jotty và Win hai người cãi nhau nảy lửa ở đài phun nước, không đứa nào chịu nhường đứa nào, ai cũng muốn chứng minh tình cảm mình dành cho Win nhiều hơn đối phương. Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, trận chiến giữa hai sim lỏ chính thức được mở ra. Win lờ mờ đoán được hai đứa bạn có gì đó không ổn, chứ đâu biết mình là nguyên nhân khiến họ trở thành kẻ thù của nhau. Đang đi lang thang thì Lee Hanna, con nhà người ta trong truyền thuyết bất ngờ xuất hiện và rủ Win theo mình đến trà quán. Buổi học kín này gồm 4 người mạnh nhất trường bây giờ, chương trình thực chiến toàn diện sẽ bắt đầu từ học kỳ 2 của năm cuối, vậy nên Lihana muốn năm người quy về một nhóm để chinh phục hầm ngục. Tất nhiên Sion và Julius không hề hài lòng với quyết định này, Win cũng chẳng vui vẻ gì khi đối mặt với hai thằng trời đánh kia, đang yên đang lành tự nhiên lại rước họa vào thân. Lihana nghệt mặt ra nhìn cậu không biết mình đã làm sai điều gì, ai rè nữ sinh tài sắc vẹn toàn số 1 của trường lại là một cô nàng ngu ngơ. Sion bị phớt lờ thì cây cú tiến đến định đánh Win. May sao Whitner kịp thời ra tay cản lại, bằng cách biến căn phòng thành một vườn hoa rực rỡ sắc màu. cả bọn không giấu nổi sự kinh ngạc trước màn biến hóa ảo ma Canada, ma pháp ảo ảnh là là ma pháp đặc biệt triệu hồi khung cảnh huyễn tưởng chỉ có eo mới làm được. Sau khi ổn định trật tự, Lee Hanna bắt đầu nói ra mong muốn của mình. Cô đang tập hợp những người ưu tú nhất khối thành một đội để chuẩn bị cho chương trình thực chiến sắp tới. Gwyn đã thể hiện rất tốt trong đại hội ma pháp cậu ấy có những kỹ năng cực kỳ hữu ích khi chinh phục hầm ngục nên cô mới mời cậu ấy tới đây julius lập tức phản bác lại quan điểm của lee hanna một kẻ thậm chí không dùng được ma pháp tìm kiếm thì chỉ tổ làm vướng chân vướng tay sion cũng không muốn chung nhóm với mên thêm lần nào nữa duy chỉ có Winno là người giữ được sự công bằng anh ấy cảnh báo bọn họ đừng để tư thủ cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích của cả nhóm hơn nữa ai lại đi coi thường người từng đánh bại mình Win có sức mạnh như người lùn tốc độ như quái vật Tuy có chút chật vật nhưng kiếm của cậu ấy đã đánh bại trượng của Sion và Julius, điều đó chứng tỏ năng lực của Win không phải hạng tầm thường. Và lại chính top một server cũng đã đánh giá cao và công nhận Win, chẳng có lý do gì để anh phải từ chối một người có ích cho mình. Sion và Julius bị sỉ nhục hết lần này tới lần khác thì a à, cay lắm, nhưng chỉ biết nghiến răng nghiến lợi chứ không cãi lại được. Lúc này Lihana nói rõ, cô chỉ muốn lợi dụng bọn họ để lên tòa tháp với tư cách học sinh dẫn đầu. Cô muốn có được giá trị, sự công nhận và tương lai tốt đẹp hơn hiện tại, mặc dù các tuyển trạch viên lôi hệ có đánh tiếng với cô sau đại hội ma pháp tuy nhiên nhiều đó là chưa đủ với cô lihanna xuất thân từ một gia tộc danh giá nhưng đoàn mệnh cô buộc phải đạt được chiến công nhất định để giữ vững vị thế của gia tộc chỉ lên tòa tháp thôi là chưa đủ lihanna muốn hướng đến ngôi vị magia vende lời nói này thật sự có tác động rất lớn đến anh mê nhà ta bởi cậu cũng có tham vọng giống hệt như thế nếu mọi người đồng ý với ý kiến của cô thì đặt một đồng xu vào trong cốc ba người kia nhanh chóng làm theo vì tin rằng lợi nhiều hơn hại dù không ưa gì nhau nhưng ai cũng muốn đạt được mục đích riêng của mình. Không lâu sau Win gặp lại hai đứa bạn và thông báo cho họ biết mình đã nhập hội với Lihanna. Còn 10 ngày nữa là đến kỳ thực chiến toàn diện, thầy Wagner cung cấp thêm một vài thông tin hữu ích cho đám học sinh. Tầng 7 đến tầng 10 trong hầm ngục sẽ được gỡ bỏ hạn chế, những người có thể đánh bại kẻ địch cấp 5 sẽ mang lại điểm số cao. Với kỳ thực chiến lần này học sinh có thể kiếm hơn 1.000 điểm tích lũy, nếu đánh bại được floor Keeper sẽ có được số điểm rất lớn đi cùng với những lợi tích lớn như vậy là rủi ro cao năm ngoái có bốn học sinh đã bị quái vật làm gỏi đương nhiên các giáo viên luôn túc trực trong hầm ngục nhưng vẫn luôn có những biến cố không lể lường trước được thầy edward không hy vọng đám học sinh hướng đến vị trí Magia vende một cách mù quáng mà là sự kiên cường sắt đá và tự biết giới hạn của bản thân cuối cùng cũng đến ngày diễn ra kỳ thực chiến colette nhất quyết đu càng theo win dù không ai mời cô vào hội joti là kỹ sư ma pháp nên phải ở lại trại nhưng cũng đã trang bị cho win rất nhiều hàng ngon Học sinh có một tuần để thám hiểm và sinh tồn trong hầm ngục, các khu trại sẽ được bố trí ở mỗi tầng, giáo viên cũng sẽ hỗ trợ cho những ai muốn rút khỏi kỳ thi này. Phổ biến xong quy chế cũng là lúc diễn ra kỳ thực chiến toàn diện. Trong lúc Win nghĩ về viễn cảnh được ở bên Enfi nếu hoàn thành thành tốt bài thi, Winno đã kích hoạt ma pháp men va đẩy cả bọn bay vào đi, sau đó rơi xuống một vực sâu khiến Win tiếp đất bằng mặt. Chưa kịp định thần thì một đàn kiến đỏ thấm đã ùn ùn kéo tới, ma pháp sư rất yếu khi đánh cận chiến nên cậu định lên trước đỡ cho họ cơ mà Li lại phóng vụt qua như một cơn gió, tung nhẹ một tia sét nổ tung cả đàn kiến trong tích tắc. Gia tộc của cô là gia tộc của những hiệp sĩ, Li chính là một chuyên gia đánh cận chiến trong hàng ngũ ma pháp sư. Cô ấy ra tay trước vì không muốn giành điểm với các đội khác, họ nhất định phải là đội nhanh nhất. Trước khi tham gia kỳ thực chiến, thầy Wagner bổ túc kiến thức cấp tốc cho Win, ma pháp quan trọng nhất khi thám hiểm hầm ngục là ma pháp tìm kiếm, tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Trong khi những người khác liên tục hạ gục quái vật, Win lại không thể làm gì vì phạm vi tìm kiếm của cậu nhỏ hơn bọn họ, cứ thế này cậu sẽ thành người thừa mất. Vừa vui mừng vì chém được một con thì wino tung ra cơn lốc xoáy quét sạch toàn bộ, rồi lạnh lùng chê cậu phế hơn mình nghĩ. Lihanna cho rằng Win chưa có cơ hội thể hiện mà thôi, cho đến lúc đó thì phế một chút cũng không sao. Những lời nói đó chẳng khác nào mũi tên sắc nhọn bắn thẳng vào tim Win, dù vậy cậu vẫn phải sốc lại tinh thần thu nhặt vật phẩm để mang về trường bởi nếu không cầm về thì những người không thể thu thập ma lực như cậu sẽ không được tính điểm, đó cũng là lý do mà hồi trước không ai muốn chung nhóm với cậu. Win biết trước điều này sẽ khiến đồng đội khó chịu, nên cậu sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người theo cách khác. Nhưng đời không như là mơ, cả chặng đường cậu chẳng thể làm gì ngoài việc dương mắt lên nhìn họ đánh quái. Đã một ngày trôi qua kể từ khi bắt đầu thực chiến toàn diện, Lee Hanna đề nghị nghỉ ngơi lấy sức, Winno lập tức dựng pháo đài lửa ở khu đất chống đảm bảo an toàn cho cả đội dù lửa là ảo nhưng tác dụng nó mang lại là thật đám quái vật quanh đây sẽ không dám bén mảng tới gần win phụ trách việc đưa đồ ăn cho mọi người tới lượt quýt thì anh ta hát hủi không cho phép cậu lại gần tộc eo chỉ chạm vào người mà họ công nhận quýt không muốn tiếp xúc với kẻ vô năng như win đúng hơn thì khứa này chỉ công nhận đúng một mình li hanna mấy đứa còn lại chỉ là cọng dương ngọn cỏ ven đường mà thôi tuy eo và tộc người lùn đều là dị tộc đến từ dị giới nhưng họ lại là tộc sử dụng ma pháp được tôn kính sự kiêu ngạo và lòng tự tôn dân tộc của họ có thể khiến người khác khó chịu, cơ mà tài năng ma pháp của họ là điều không thể chối cãi. Một trong các Magia Vende còn là nữ hoàng tộc Eo nên cũng khó trách một vài kẻ lại chảnh chó tới vậy. Ăn uống xong Li Hana liền nói về mục tiêu cho lần thực chiến này là hỏa diện Nabezot. Nó chỉ có một con và xuất hiện ở tầng 10 với điểm thưởng lên đến 110. Có rất nhiều người đã khiêu chiến nó và bỏ mạng nên có thể coi đây là trùng cuối của thực chiến toàn diện. Mục đích Ly Hana thành lập tổ đội này là đánh bại quái vật 110 điểm, nếu không ai phản đối thì tất cả sẽ tiến thẳng lên tầng 10. Win có chút đắn đo do hôm nay cậu mới kiếm được 5 điểm tích lũy, đối đầu trực diện với bot cuối cũng khiến cậu có đôi phần sợ hãi. Đâm lao thì phải theo lao, cậu tự nhủ bản thân phải cố gắng hết mình để đến bên Enfi nhanh nhất. Cùng lúc đó ở một nơi khác trong hầm ngục, có hai kẻ khả nghi đang cười khà khà với địa ngục mình gieo rắc cho mấy cháu học sinh. Nhóm Li trên đường đến tầng 10 thấy xác quái vật nằm ngổn ngang dưới đất, họ đã bỏ qua hết các khi chạy để tới đây bằng đường ngắn nhất, không lý nào các đội khác lại gây ra chuyện này được. Theo đánh giá sơ bộ của Win, chúng bị xe xác bởi sức mạnh thuần túy chứ không phải ma pháp. Cả bọn đặt chân xuống vực sâu hun hút, hầm ngục im lặng một cách đáng ngờ, bởi trùng cuối lực như Nabezert đã chết nhan răng. Cả hội lập tức kích hoạt skill dò tìm, phát hiện ma lực chưa tản đi hết đồng nghĩa với việc nó bị giết cách đây không lâu. Đúng là dò tìm rất hữu ích nhưng nó không toàn năng, nó khó phát hiện được những cái bẫy bị giấu kín, hay ma pháp sư dùng phép thuật ẩn thân, hoặc một số loài quái vật nằm ngoài phạm vi dò tìm của nó. Win nhắm mắt tập trung lắng nghe âm thanh xung quanh và phát hiện ra một con quái siêu to khổng lồ phía trên cả bọn. Sau khi tấn công Win bất thành nó chuyển hướng sang Gwyn, thấy bạn bị đánh hộc máu mồm mấy đứa còn lại lập tức vào chế độ chiến đấu, nhưng chưa kịp tung ra chiêu gì đã bị nó đập rẽ đất cho rơi tự do. Chấn động do nó gây ra làm rung chuyển cả hầm ngục, Win đỡ được Winno rồi rơi xuống tầng 11 đỏ rực như máu. Từ tầng 11 trở đi là khu vực nguy hiểm chỉ có ma pháp sư cấp cao mới được vào, vậy mà nhóm bọn họ còn bị chia ra mỗi đứa một nơi. Sự phức tạp của mê cung và sức mạnh của quái vật đều khác xa với những tầng trước, nếu không nhanh chóng hội quân thì cả lũ sẽ bị nó nuốt chửng mất. Winno trong cơn mê man bỗng nhớ lại quá khứ đau thương, anh ta bị cả tộc hát hủy coi thường vì tội theo học học viện của các ma pháp sư. Ngay cả nữ hoàng Eno cũng cho rằng cậu là nỗi ô nhục của tộc, một người vô dụng như vậy không xứng đứng trong hàng ngũ của cô ta. Đến khi chàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Wino chợt thấy một cái đầu rắn siêu to khổng lồ vừa rơi xuống ngay bên cạnh mình. Win hớt hải chạy đến hỏi han nhưng Wino lại thô lỗ hất tay cậu ra, hàm hè tỏ vẻ thượng đẳng khác hẳn dáng vẻ đáng thương ngày bé. Mặc cho Win bày tỏ thiện chí muốn giúp đỡ, Wino vẫn khăng khăng tự mình băng bó vết thương đồng đội què tay hầu hết đồ đạc mang theo đã bị hỏng sau cú ngã win chỉ còn đúng 3 món đồ hỗ trợ do jotty chuẩn bị cho nước và đồ ăn mang theo chỉ cầm cự được 2 ngày nhưng với môi trường khắc nghiệt như tầng 11, thời gian còn lại của họ là 24 giờ đồng hồ ưu tiên hàng đầu của win lúc này là hội quân với nhóm colette và sion nếu cứ ngồi im chờ cứu viện theo lời witno thì sớm muộn gì cũng chết nhăn răng chừng nào con quái thú kia còn ở tầng 10 thì cứu hộ còn lâu mới tới được Cùng lúc đó ở hầm ngục tầng 8, đám học sinh hoảng loạn bỏ chạy chối chết, cô Eliza một mình hạ cả bầy sờ tam pê bởi những giảng viên khác đã bị giết một cách tàn bạo vô nhân đạo. Tuy không biết tình hình bên dưới tầng 9 ra sao, nhưng khả năng cao là cũng hỗn loạn như ở đây thôi. Biết tin giảng viên học viện bị sát hại cùng cuộc bạo loạn của lũ quái vật, thầy Gugner tin chắc đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là âm mưu của kẻ nào đó đang mải nghĩ thì thầy Edward hộc tốc chạy tới, yêu cầu dừng khẩn cấp thực chiến toàn diện, các học sinh đang gặp nguy hiểm nên cả hai người sẽ đích thân xuống ứng cứu. Bây giờ Win và Gwynno đang đi lang thang ở tầng 11, thầy khứa tóc xanh liên tục dùng ma pháp dò tìm vì sợ bị phục kích, Win khuyên cậu ta không nên làm thế nữa để tránh hao tổn sức lực. Nguyên tắc cơ bản khi dùng dò tìm không phải thời gian mà là khoảng cách, phạm vi tối thiểu của nó là 140 m Chiều dài sải chân của Win là khoảng 70 cm, khi nào đi hết 200 bước cậu sẽ thông báo cho Gwynno. Khoảng cách dò tìm của hai người khác nhau nên cậu muốn phân nhiệm vụ để tận dụng tối đa lợi ích. Win và Kiki sẽ xử lý kẻ địch ở gần hoặc những con quái không bị dò ra bởi phép tìm kiếm, trong khi đó Winno tìm ra những kẻ mai phục từ xa để hạn chế đối đầu. Điều cả hai cần làm lúc này không phải là sợ hãi bị tấn công bất ngờ, mà là giảm thiểu số lần giao chiến xuống ít nhất có thể. Thầy Winno thắc mắc vì sao trong tình cảnh này mình vẫn giữ được sự bình tĩnh, Win liền giải thích cậu đã nghiên cứu rất kỹ về hầm ngục để kiếm điểm thực chiến sau nhiều lần bị hành lên bờ xuống ruộng win mới được như ngày hôm nay đúng lúc này kiki kêu lên báo hiệu có quái vật đến ba con ác chưa đứng chặn hai đầu không cho bọn họ cơ hội chạy thoát ép cả hai phải giao chiến với chúng winno tung đòn quật ngã một con trong khi win luồn lách đánh võng cắt đứt tay chân của hai con còn lại vì mải tròn mắt đứng nhìn win hạ gục chúng winno không kịp niệm chú phản công nên đành dùng ma pháp ảo ảnh câu giờ để niệm lại Tuy nhiên chiêu này hoàn toàn không có tác dụng với con ác chư, nó xuyên qua bức tường lửa định táp Winno, cơ mà Win đã kịp thời lao tới chém đứt đôi người nó. Đám quái này không có mắt, bù lại khứu giác vô cùng nhạy bén, thành ra các loại ảo giác không có tác dụng đối với chúng. Winno nghe xong chật phá lên cười, rồi tự trách bản thân đúng là một kẻ thảm hại, chứ không ưu tú như mọi người vẫn nghĩ. Anh kể cho Win biết mình là El duy nhất học ở học viện đến tận năm thứ sáu. Trong khi tất cả các eo khác đã lên tòa tháp rồi, vậy nên anh bị chính đồng bào dè biểu là kẻ vô năng hay nỗi nhục của tộc. Bằng chứng là họ có thể dùng ma pháp ảo ảnh cụ thể hóa trí tưởng tượng như Win thấy trong đại hội ma pháp. Còn Guitno chỉ có thể tạo ra những ảo giác vô nghĩa, những trò lừa bịp không thể đánh bại kẻ địch. Dù có ở top 3 của học viện thì vẫn chỉ là những kẻ kém cỏi, những món hàng tồn kho không bán được mà thôi. Những người được chiêu mộ trong đại hội hoặc sáng tạo ra ma pháp mới đều được lên thẳng tòa tháp mà không cần tốt nghiệp. Suốt sáu năm trời tại học viện, Lihanna không biết làm gì ngoài việc dõi theo và ngưỡng mộ những người đó. Colette phản bác cô bạn là quý cô hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng đó chỉ là câu chuyện trong học viện mà thôi. Bọn họ là những con ếch nơi đáy giếng không biết tới sự vĩ đại của bầu trời. Lihana đã tận mắt chứng kiến một thiên tài Enfazia cùng thời, người mới năm nhất đã leo lên ngôi vị Magia Vende. Từ giây phút đó cô đã nhận thức được một điều, những kẻ yếu kém như cô hoàn toàn không có cửa so với thiên tài thực sự. Còn với Wino, người đầu tiên khiến anh phải nếm trải sự tuyệt vọng của một kẻ kém cỏi chính là cô em nuôi Eno, người được coi là nữ vương tôn quý niềm kiêu hãnh của tộc eo. Wino và Eno lớn lên cùng nhau và vô cùng thân thiết, anh tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ con bé mãi mãi. Cơ mà chưa kịp làm gì anh đã phải đối mặt với sự thật phũ phàng, Eno là một hai eo với sức mạnh vô song, mới chỉ là một cô bé đã kiến tạo nên khu rừng hoàng tộc nổi tiếng sau màn chia tay trong nước mắt wino không ngừng nỗ lực cố gắng để tới bên cô bạn thổi nhỏ nhưng tới giờ anh vẫn dậm chân tại chỗ không khá hơn được wino coi thường các ma pháp sư như win để quên đi sự hành kém bản thân suy cho cùng anh chỉ là một tên eo với tâm lý méo mó và không có năng lực win nghe xong thấy khứa này giống mình quá nên cười tươi rói wino lại tưởng cậu đang thương hại mình cau kỉnh xua đuổi cậu đi trước không cần phải ở lại đây đợi mình cho mất thời gian không ngờ win không những không rời đi còn khen Winno là một eo tuyệt vời cậu nhất định sẽ bảo vệ anh ta tới cùng colette bên kia cũng hiểu được sự tự ti của li hanna với những người trên tòa tháp nhưng cô còn biết một chàng trai luôn nỗ lực hết mình dù bị chế nhạo là phế vật nên cô bạn không việc gì phải buồn mà hãy cố gắng tiến lên trở lại với win và Winno lúc này đang đụng độ với rất nhiều kẻ địch mạnh đẳng cấp của chúng khá hẳn những con quái ở tầng dưới vậy mà win dễ dàng solo kill tất cả trong chớp mắt Winno không thể nhớ được cậu ta đã đấu liên tục trong bao nhiêu trận nữa anh thật sự muốn biết thể lực của tên nhóc này châu bò húc khủng khiếp tới cỡ nào rõ ràng win là người chiến đấu với lũ quái nhưng cậu lại lo lắng whitno đứng phía sau có ổn không khiến anh không khỏi nghi hoặc đặt ra câu hỏi tại sao cậu ấy không bỏ mặc mình như đồng tộc của anh đơn giản là vì win biết whitno không phải một tên eo xấu xí như anh vẫn nghĩ đúng lúc này kiki kêu lên một tiếng báo hiệu có gì đó không ổn win nghe được âm thanh kỳ lạ trong khi ma pháp tìm kiếm của whitno không có phản ứng gì Nguyên đoán hầm ngũ đang sản sinh thêm quái vật, cậu vừa dứt lời những tia lửa bập bùng lóe lên khiến cả đám căng thẳng đứng im, đồng thời nâng cao cảnh giác xem chuyện gì đang xảy ra. Một cái bọc lớn bất ngờ mọc ra trên trần hang, chất lỏng màu xanh đột ngột chảy xuống ảo ảo mang theo đám ác ma lửa cháy hơn cả phi phai. Nguyên lập tức ném ra dây bom Zoti chuẩn bị cho đến chỗ đó, vụ nổ với áp lực lớn bùng lên khiến nơi này rung lên bẩn bật. Cậu giải thích cho Winno biết đó là can chủ quái vật đặc biệt ở tầng 11 với số điểm tích lũy tương đương cơ thể chúng là lửa nên đòn tấn công vật lý không có tác dụng, không những thế khả năng kháng ma pháp của chúng rất cao, vì vậy ngay cả những pháp sư từ tòa tháp cũng không dễ dàng hạ được ba can. Thứ duy nhất có thể gây sát thương lên chúng là ma pháp ảo ảnh của tộc eo, trận này Winnow buộc phải tham chiến cùng với Win mới lật kèo được. Thấy thằng bạn sợ thất bại nên không muốn làm, Win nhẹ nhàng động viên thất bại thì có sao đâu. Thất bại là mẹ thành công, không thất bại thì không thể tiến lên được, nhất là với những kẻ không phải thiên tài như bọn họ hơn nữa win cũng có ước mơ sánh vai cùng cô bạn enfi trên tòa tháp giống whitno nên cậu không thể bỏ mạng tại đây được nói rồi win tự tin tiến đến chỗ lũ ba can né đẹp mọi đòn tấn công của chúng rồi liên tiếp tung ra những nhát chém nhanh như cắt whitno thấy kiếm không có tác dụng gì liền đứng dậy thi triển phép alia nhưng cũng thất bại toàn tập báo hại thằng bạn đứng ra đỡ đòn may sao kiki kịp thời xông đến dựng khiên chắn câu giờ cho win động viên whitno cậu tin mọi nỗ lực của anh không hề vô ích cậu tin anh sẽ làm được những lời này đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong tim Guido, nỗi ám ảnh về việc bị dùng bỏ đã được tháo gỡ, sự sợ hãi suốt bao năm qua chính thức đặt dấu chấm hết tại đây. Guido không thể phụ lòng tin tưởng của Win được, lấy ước mơ làm động lực phấn đấu, anh comeback với skill ma thuật mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vô số thân gỗ lao đến xuyên thủng đám ba can không trượt phát nào, cuối cùng tạo thành cả một cánh rừng ngay trước mặt Win. Cậu chưa hết chó ngợp trước cảnh tượng này, đã ngạc nhiên tới ngây người khi thấy Guido đang quỳ dưới đất. Anh mong Win tha thứ cho mình vì sự thua lỗ trước đây, đồng thời công nhận cậu là một chiến binh rất đáng ngưỡng mộ. Nếu khứa bạn đã nói vậy Win cũng không giấu giếm thêm nữa, thật ra cậu vẫn luôn dõi theo và ngưỡng mộ Winno. Cả hai bắt tay nhau xóa bỏ hiểu lầm trước đây, chính thức trở thành partner cực kỳ ăn ý. Lát sau Win lấy ra công cụ ma pháp rốt chuẩn bị cho mình, nó sẽ tự tạo bản đồ bằng máu của người dùng. Nãy giờ cậu luôn đi theo chỉ dẫn của nó cộng thêm cái mũi thính của Kiki, miễn là còn dấu vết thì hai người có thể tìm ra những người còn lại. Bây giờ hai ông thần mỏ hỗn đang bận choảng nhau về việc uống nước, không má nào chịu thua má nào về độ cứng đầu. Julius thầm nghĩ Sion dám lên mặt với mình do gần đây cậu ta dùng ma pháp khá hơn, vốn dĩ hai bên chẳng ưa gì nhau nhưng lại có một điểm chung là thua mê nhà ta. Vừa kích hoạt truy tìm xong lại bị Sion túm đầu trốn vào góc, Julius dễ nảy lên làm cậu phải nhắc cho hắn nhớ về bài học ở tầng 10. Quả nhiên vừa dứt câu lũ quái vật nháo nhào xông ra, cùng lúc có hẳn bốn con Evil Sentinel xuất hiện như này đúng là chuyện lạ. Sion đề nghị Julius gọi phân thân ra làm bia đỡ đạn, mặc cho thằng kia khuyên phải rút lui ngay lập tức, cậu vẫn lì lợm muốn ở lại thiêu cháy lũ quái vật này thành cho. Lúc này ở các tầng trên, đám học sinh đang bỏ chạy chối chết vì sự xuất hiện của Evil Sentinel, một đứa xui xẻo bị vấp ngã suýt chút nữa bị dẫm nát như tường. May sao thầy Edward có mặt kịp thời tiêu diệt toàn bộ, sau đó lùa học sinh về tầng 6 để đảm bảo an toàn, sau đó nắm tay thầy Wagner cưỡi lên lưng rồng bay đi mất. Hiện tại hầu hết học sinh đã đi lánh nạn, gần như không có nhóm nào vượt quá tầng 8, ngoại trừ nhóm của Li Hanna đang tiến thẳng đến chỗ Floor Keeper. Thầy Edward sợ khó lòng dò ra tung tích của chúng do tầng 10 rất rộng, nhưng thầy Edward đã biết mấy đứa đang ở tầng 11 thông qua viên tinh thể trên người Kiki. Lúc này Colette đang để lại mấy viên đá đánh dấu cho lũ bạn biết, tính từ lúc rơi xuống tầng 11 tới giờ đã 16 tiếng trôi qua. Đồ ăn và thức uống đã cạn kiệt, nếu không có Lee Hanna ở đây, có lẽ cô đã ngỏm sau nhiều đợt phục kích của quái vật rồi. Ấy vậy mà Li vẫn nhận hết trách nhiệm về mình, chỉ vì tham vọng của cô mà cả nhóm gặp nguy hiểm. Colette không hiểu cô bạn đang nói gì, ai cũng biết con quái vật ở tầng 10 là nguyên nhân của mọi chuyện. Và lại cô mới là người tự ý tham gia vào tổ đội này khi không được mời, nên Li không cần xin lỗi cô làm gì. Hơn nữa cô cũng có một niềm tin mãnh liệt rằng Win nhất định sẽ tìm thấy và cứu hai người ra khỏi đây. Đúng là Win tìm được thật, nhưng không phải hai cô gái mà là Sion đứng giữa đống xác của lũ Evil Sentinel. Nô không khỏi kinh ngạc trước lượng ma lực khổng lồ ở đây, đang không biết có phải của một mình Sion không, thì Julius bất chợt trồi lên đính chính là hai mình. Đúng là hỏa lực của Sion rất mạnh, nhưng hắn cũng phải hy sinh không ít phân thân mới được như vậy. Bây giờ cả bọn mới biết hai cô gái không ở chỗ đối phương, tệ hơn nữa là hiện tại họ đang phải đối mặt với nguy hiểm khôn lường. Lihanna cảnh giác giữ chặt Colette không cho cô đến chỗ ông thầy Bờ bởi tên không đầu chỉ mượn tạm cái đầu của thầy ấy gã hí hửng hế lô hai cô em xinh đẹp rồi bị đồng đội mắng không ở tầng trên làm nhiệm vụ lại mò xuống đây dẫn theo cả đám nhóc phiền phức này không đầu liền đổ tội cho đúc tại gã phá vỡ sàn tầng 10 nên chúng mới rơi xuống đây chứ mình nào có lan quyên gì đâu cô Lét nhìn chúng cãi qua cãi lại một hồi mất hết kiên nhẫn chất vấn chúng là ai không đầu đáp lại câu hỏi ấy bằng cách bóp nát đầu thầy bờ juno đồng thời tự nhận mình là người xấu mục đích của chúng là phá vỡ bầu trời giả tạo kia nghĩ tới cảnh đó hai cô gái run rẩy lo sợ tai họa sắp xảy ra không đầu không quan tâm đến những điều đó, gã chỉ muốn xin nhẹ hai cái đầu để bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Luồng ma lực đen thui bay thẳng đến chỗ Colette và Lihanna, tưởng sắp đi chầu ông bà ông vải thì Win xuất hiện cứu họ khỏi cửa tử. Nhờ cái mũi của Kiki và viên đá quý do Colette để lại, mấy đứa con trai mới lần được tới chỗ này. Không đầu hào hứng muốn hút toàn bộ mấy cái đầu này xuống, Win xông lên cầm chân gã nhưng đã bị đánh bật ngược trở lại dù rất muốn chơi đùa với lũ nhóc thêm lúc nữa, không đầu lại bị Maze lôi đi sành sịch vì phải đi thu hồi thứ đó trước khi quân tiếp viện kéo đến. Thua keo này ta bày keo khác, gã dùng bí thuật dịch chuyển của nữ vương ma pháp, ship thẳng con quái vật tầng 10 tới chỗ lũ nhóc. Theo công thức quy đổi 1 trên 1 của tòa tháp, quái vật một điểm tích lũy tương đương với một ma pháp sư có 1 nghìn điểm tích lũy. Quái vật 270 điểm tích lũy tương đương với ma pháp sư 270 nghìn điểm y gian đúc phát động tấn công win nhanh chóng cảnh báo mọi người tránh đi vừa dứt lời đúc đã cắt ngang hang động một đường cả đám chạy trốn chết trước khi lối ra bị bịt kín Winno ở lại dùng ma pháp ảo ảnh cầm chân quái vật nhưng chưa được mấy giây đã vỡ vụn win lập tức quay lại kéo Winno chạy đi ngay trước khi đòn tấn công của đúc phóng tới làm đất đá sụp xuống chặn đứng lối đi colet kinh hoàng trước sức mạnh bá đạo của con quái vật win từng đọc được thông tin về nó trong sách ở học viện nên bổ sung kiến thức cho cả đám biết, Yvin Gjan là quái vật cấp cao thuộc tộc Yvin ở tầng 25. lihana suy đoán nó xuất hiện ở đây là do những tên ma pháp sư sử dụng ghét lúc nãy. Đám Yvingard và Evil Sentinel đứng lúc nhúc bên dưới, truy tìm lũ nhóc theo lệnh của Gjan Duc. Julius kích động vì chưa nhìn ra đường thoát khỏi cái tầng đầy dãy ác quỷ này và sợ phải bỏ mạng ở đây. Lihana biết rằng mọi người đang kịch quệ về thể xác lẫn tinh thần, sự tuyệt vọng đang nghiền nát trái tim bọn họ trong khi cô chưa biết phải làm sao, Win quả quyết kết luận phải chiến đấu và đánh bại Gian Đúc. Khi có sự xuất hiện của quái vật Lót cấp trên Bazon, tộc Evin sẽ lập nên một lãnh địa trải khắp vài tầng hầm ngục. Chỉ cần đánh bại Lót, khả năng kiểm soát của chúng sẽ biến mất, cả bọn có thể mở đường máu thoát thân. Colette tiếp lời phân tích chiến thuật, thủ lĩnh của địch bị ghét triệu hồi xuống tầng 11, gây ra hỗn loạn cho lũ cấp dưới, tạo điều kiện cho cứu viện của học viên tới ứng cứu. Tuy nhiên Julius lại giận dữ mắng Win bị mất trí hay gì, chỉ với mấy đứa nhóc thì sao có thể hạ gục được con quái vật khổng lồ đó. Win đã lên sẵn kế hoạch rồi, cậu cũng không thể ép buộc mọi người tham gia vì bản thân không thể dùng ma pháp. Julius bị bôi không ai thèm tin vào cậu, cơ mà vừa dứt lời đã bị Gwynno hất một chậu nước lạnh vào mặt. Trí tuệ và sự quả cảm của Win cứu anh rất nhiều lần, nên anh sẵn sàng đặt lòng tin vào cậu ấy. Colette tất nhiên sẽ đứng về phía Win, còn khẳng định khứa bạn là người hiểu rõ hầm ngục nhất sion thì thà đối đầu trực diện còn hơn chạy trốn rồi bị chúng dồn vào đường cùng wino thuyết phục li hanna tin vào người được một eo công nhận là bạn có lẽ lần này cô đã nhận định sai ngay từ đầu win không đơn giản là tấm khiên mà còn là thủ lĩnh của nhóm trong tình thế ngàn cân treo sợi bún cậu là người duy nhất không bị nỗi sợ che mờ lý trí ngay cả wino người cô tin tưởng cũng tin cậu thì cô không còn lý do gì để phản đối win nghe vậy liền hứa sẽ đưa tất cả trở về lúc này chỉ còn lại julius không chịu lên thuyền đúng là với kế hoạch của Win thì không thể thắng, nhưng nếu có thêm sức mạnh của Julius cùng với mẹo bí mật trong ma pháp của Enfi thì có thể. Sau khi phổ biến kế hoạch, Julius lập tức vào vị trí chiến đấu. Evin Gerdok lập tức dí theo tấn công liên tọa, nhưng thứ nó đánh chúng lại là phân thân của Julius, những cái còn nguyên vẹn thì liên mù niệm chú không ngừng. Thông thường ma pháp sẽ không thể kích hoạt nếu thần chú bị ngắt, nhưng phép LY của Enfi cho phép thần chú tiếp tục tại thời điểm bị ngắt. Cho dù một phân thân bị phá hủy hay thần chú bị ngắt, thì các phân thân khác vẫn tiếp tục niệm được, vì thế Julius có thể sử dụng ma pháp cao cấp với thời gian niệm rất dài. Gwyn cùng những người còn lại liên tục thi triển ma pháp, cầm chân gờ gian đúc câu giờ cho Julius. Tuy nhiên nó chẳng hề hấn gì nhờ đôi cánh sắt khổng lồ, kể cả Gwyn đánh úp từ trên cao nhưng cũng không thể xuyên qua. Dù khó khăn là vậy tất cả vẫn không dừng lại, mục tiêu của họ là đánh lạc hướng gờ gian đúc cho đến khi Julius niệm xong phép vô số mảnh băng nhọn hoắt lao về phía con quái với tốc độ cao, tạo thành vụ nổ kinh thiên động địa. Cơ mà gờ gian đúc là quái vật 270 điểm tích lũy, chỉ một đòn như vậy chưa đủ để gãi ngứa cho nó, nhưng hiệu ứng đóng băng sẽ làm chậm đôi cánh. Đây là lúc tốc độ và sự cơ động của Hanna lên tiếng, cô có thể len lỏi qua các khoảng trống và xuyên thẳng vào trung tâm, ra đòn kết liễu nhanh như cắt. Tuy nhiên không ai lường trước được việc, quanh người gờ gian đúc có rào chắn tự động, thành ra đòn tấn công của Li Hanna bị hấp thụ và phản ngược lại may sao Win kịp thời lao tới ứng cứu, Kiki dựng khiên bảo vệ nhưng uy lực của địch quá lớn, phá vỡ cả khiên lẫn kính của cậu trong một nốt nhạc. Hai ông thầy chứng kiến cảnh này càng thêm nóng ruột, Warner tái mặt không hiểu sao gờ gian đúc lại ở tầng 11. Tuy nhiên giờ không phải lúc nghĩ rông dài, Edward dục Warner cố gắng bay thật nhanh đến cứu học trò. Lúc này Win như người mất hồn nhìn cái kính vỡ tan nát dưới đất, gờ gian đúc điên cuồng phá nát lớp băng xung quanh. Lihana đề nghị mọi người đưa Win đi trốn, dù có phải mất mạng cô cũng sẽ cầm chân con quái vật này. Colet ra sức ngăn cản nhưng Lee Hanna không thành ke, lý do các thành viên của gia tộc Ogen giao đoàn mệnh vì họ chính là tấm khiên cho đồng đội. Winno cũng muốn kề vai sát cánh bên cô bạn, bởi ngoài cô ra, anh đã tìm được một người khác khiến anh phải tôn trọng. Nói rồi cả hai đột ngột lao đến tổng tấn công gờ gian đúc, dùng khu rừng của mình cuốn chặt lấy người nó để Lee Hanna liên tục bón hành bằng các đòn ma pháp. Nhưng cũng chẳng được bao lâu khiến Sion buộc phải nghĩ đến cách bỏ chạy để cái chết của hai người kia không bị uổng phí. Dù tự nhủ bản thân không có gì phải xấu hổ về việc bỏ rơi bạn và chạy trốn, đôi chân của thằng nhóc không thể nào nhấc lên được. Đúng lúc này Win kêu Sion đấm mình một cái, cơ thể cậu không ngừng run rẩy sau khi chiếc kính Enfi tặng bị vỡ, không có nó cậu không thể kiềm chế được nỗi sợ. Sion giận tím người túm cổ áo Win, chính Win khơi mà ra chuyện này và cho mọi người hy vọng, nên cậu phải chịu trách nhiệm chứ sợ hãi cái nỗi gì. Mỗi một câu tuôn ra là một đấm thụi xuống mặt Win, như vậy mà cậu đã lấy lại được sự bình tĩnh. Win nhờ Colette chăm sóc cho Kiki sau đó vác kiếm chạy đi. Sion thấy vậy thì nghĩ thằng này không biết sợ là gì, chỉ có Colette biết rằng trước giờ Win vẫn luôn sợ hãi. Những người khác có thể dùng trượng tấn công từ xa, trong khi Win phải áp sát đối thủ mỗi lần giao tranh. Cậu vốn là người nhút nhát, nhưng dù sợ hãi tới đâu cậu vẫn không chạy trốn mà chiến đấu tới cùng. Colette lựa chọn ở lại chiến đấu cùng Win, còn Sion vẫn chưa tiêu hóa hết những lời cô bạn vừa nói. Gwyn lúc này vừa phải né các đòn pháp kích, vừa phải nghĩ cách cắt đứt đôi cánh của gờ gian đúc, đưa nó trở về mặt đất mới có cơ hội chiến thắng. Colette bất ngờ xuất hiện ném đá vào con quái, giúp thằng bạn có thêm thời gian suy nghĩ cách làm gỏi nó, có điều gờ gian đúc không hề cho cậu một giây thành thời. Bị ăn hành liên tục khi không còn mắt kính khiến Gwyn sợ hãi, nhưng mất đi bạn bè còn đáng sợ hơn nhiều. Gwyn gọi tên Colette trao cho nhỏ bạn ánh mắt tràn đầy quyết tâm, lúc này vô số tia pháo kích đang ẩm ẩm phóng đến chỗ cậu. Không có Kiki ở đây, nhận một đòn trực diện là chết ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ cậu đã thấy rõ hướng đi của nó rồi. Win bỏ kiếm dưới đất trực tiếp nhảy lên cao. Colet ngay lập tức niệm chú tạo ra cho cậu một thanh kiếm mới, xin nhẹ một cánh của gờ dao đúc. Sion cũng đã có mặt, dùng con phượng hoàng lửa làm lá chắn nhảy bổ đến trước mặt quái vật, thiêu cháy nó bằng ma pháp hệ lửa cao cấp nhất. Gờ dao đúc sống dai thành huyền thoại, trưởng không thể thắng, kiếm cũng không thể đánh bại. Ngay lúc không biết phải làm gì, Joti ném xuống chỗ Win một thanh pha lê trong suốt mong thằng bạn mình nhớ lại đây là trượng và kiếm lúc này những ký ức rời rạc lướt qua đầu win hai người phụ nữ bí ẩn trò chuyện và hy vọng một ngày nào đó trượng và kiếm có thể ở bên nhau win bừng tỉnh chạy tới chỗ thanh kiếm đồng thời nhờ sion yểm trợ bằng ngọn lửa chùa thanh kiếm hấp thụ ma pháp tạo thành thanh kiếm lửa rực cháy tầm nhìn của win biến thành một màu đỏ rực chưa bao giờ cậu thấy tràn trề sức mạnh như lúc này cơ thể nhẹ bẫng dễ dàng né tránh mọi đòn tấn công cuối cùng kết thúc bằng một nhát chém init chia con quái thành hai nửa những người còn lại trợn tròn mắt chứng kiến gờ dao đúc tan biến thành từng mảnh win sau khi hạ gục nó thì khuỵu gối xuống đất thanh kiếm cũng trở về như cũ cậu còn chưa định hình được chuyện vừa rồi là như thế nào một binh đoàn toàn sentinel và gắt ùn ùn kéo đến có lẽ chúng bị thu hút bởi tiếng gào thét trước khi bị đánh bại của gờ gian đúc tuy nhiên bây giờ cả đám đều không còn đủ thế lực để chiến đấu tiếp nếu cứ chôn chân ở đây thì chỉ có chết thầy Edward thấy vậy vội thúc giục thầy Wagner bay nhanh hơn cơ mà lúc này julius đã bị một con sentinel vồ tới đúng lúc dầu sôi lửa bỏng một cây trượng đột ngột cắm xuống dưới đất luồng năng lượng khủng khiếp bùng phát sáng chói ngay sau đó tất cả lũ quái biến mất như chưa từng xuất hiện quy nhận ra đó là ma pháp hủy diệt tối cao phía sau lớp khói bụi dày đặc là một nhóm người mặc đồ trắng đầy bí ẩn mà người đàn ông đứng đầu là quyền trượng thánh quang azon ông ấy cũng chính là vua của các magia vende Nguyên tự hỏi người có thân phận cao quý như ông ấy tới đây làm gì, cho đến khi nhìn thấy những trang bị cho các tầng sâu trong hầm ngục, cậu liền đoán họ vừa trở về sau cuộc trinh phạt. Azon đột ngột lên tiếng khen ngợi đám học sinh đã làm rất tốt, khiến cả đám bùng nổ cảm xúc vui sướng và quỳ gối bày tỏ sự kính trọng. Bây giờ mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nhà vua, duy chỉ có Win là bị thu hút bởi tên nhóc tóc vàng. Mà có lẽ khứa tóc vàng cũng hứng thú với người dùng kiếm còn sống này, nên đã đích thân nhảy xuống chỗ Win, tò mò muốn biết tên cậu là gì, rồi tự giới thiệu bản thân là Finn. Ở một diễn biến khác, Maze tự thấy quyết định thu hồi thứ đó nhanh chóng quá đúng đắn. Nếu bị truy đuổi thì sao thuận lợi thó được thanh kiếm này, trong khi đó, tên không đầu phấn khích đòi mở bữa tiệc địa ngục. Trở về với học viện ma pháp Ligaden, dị biến phát sinh khiến đợt thực chiến toàn diện phải kết thúc. 11 người thương vong đều là giáo viên học viện, không có học sinh nào thiệt mạng đều nhờ vào nỗ lực của các giáo viên còn sống. Lệnh truy nã được phát ra dựa theo mô tả của nhân chứng, nhưng chưa có manh mối nào được phát hiện. Không khí tăng thương ảm đạm bao trùm lên học viện, tuy nhiên những người ở lại vẫn phải sống tiếp, mặc dù những vết thương lòng còn chưa kịp lành. Sion ở trong bệnh xá tò mò hai tên kỳ quặc đó là ai mà có thể hạ sát giáo viên học viện một cách dễ dàng. Tới tận bây giờ, Colette vẫn chưa dám tin thầy bờ đã chết, Julius mỏ hỗn cũng phải cảm thán, nếu không có quyền trưởng thánh quang ứng cứu, chắc bọn họ đã đáp chiếu từ lâu. Lihana thì tự trách mình chưa làm tròn sứ mệnh của hiệp sĩ, nhưng sau chuyện này cô đã có một cái nhìn khác về tổ đội của mình. Với Lihana đây là nhóm tuyệt nhất và cô muốn bày tỏ lòng biết ơn tới mọi người đang tâm sự sâu sắc các kiểu con đà điểu bụng cô bỗng sôi lên ỏng ọc cô lét nhanh chóng đến đút cho cô bạn một miếng táo cứu đói ai dè Lihanna ăn mãi mà chưa đã cái nư suýt chút nữa ăn hết phần của mấy khứ kia chuyện là ma pháp cận chiến của cô tiêu tốn rất nhiều thể lực và ma lực nên đương nhiên phải ăn nhiều để bù lại chứ không phải cô tham ăn hay gì cơ mà dù cô nàng có tỏ ra cô te hột me cũng không thuyết phục được cô lét háu ăn thì nói là háu ăn mắc gì phải giải thích dài dòng Sion không ngờ quý cô hoàn hảo lại có góc khuất như vậy, ngay cả người ăn khỏe như Win cũng phải trầm trồ với sức ăn của cô bạn. Để xóa tan đi sự ngượng ngùng này, Lee nhanh chóng chuyển sang sự chú ý sang Win, nếu không có khả năng phán đoán và dũng khí của cậu, chắc cả bọn không thể sống sót trở về rồi. Win khiêm tốn nói là do cả nhóm cùng hợp sức, ấy thế mà ông cháu Julius lập tức nhảy vào họng cậu ngồi, cái mùng tía lia đổ hết mọi tội lên đầu Win. Colette chịu hết nổi, phải thôn ngay quả táo vào miệng Julius, để hắn bớt nói mấy lời xà lơ. Sion nhân cơ hội đó chất vấn Win, cái sức mạnh có thể ăn được ma pháp của mình là thứ gì. Cô Lét thấy thứ đó sống động và mạnh mẽ tới mức khiến cô ngộp thở. Winno nhận định trông giống hấp thụ ma pháp, nhưng lại không phải là Enchan. Thực tế thì Lihanna không nghĩ có thể gọi nó là ma pháp. Julius ho khủ khụ mắng Win có con át chủ bài thì phải nói ngay từ đầu, chứ cứ im im không nói đẩy cả nhóm vào nguy hiểm. Ai dè chưa nói dứt câu đã bị Kiki nhảy sang cào tới tấp vì dám nói xấu chủ nhân của em. Đứng trước sự truy hỏi gắt gao của cả nhóm, Nguyên thật lòng nói bản thân cũng chẳng hiểu rõ hơn họ là bao, lúc đó người ta tập trung trí lực đánh quái chứ đâu nghĩ được gì nhiều. Colette đoán thầy Wagner sẽ biết điều gì đó, Lihanna cũng khá đồng tình với ý kiến này, nên đề nghị đi hỏi thầy ấy để biết thêm chi tiết về skill đặc biệt ấy. Nhắc tới hai từ đặc biệt, Nguyên tò mò hỏi có ai biết cậu bé trong đoàn trinh phạt là ai không? Lihanna đoán đó là người của tộc Finn, cô từng đọc về họ trong một cuốn sách của nhà Ogenzao dù là tộc người không thể sử dụng ma pháp nhưng họ là tộc người nhỏ con tích lũy kiến thức về hầm ngục qua nhiều thế hệ từ thời nữ vương ma pháp họ đã lập khế ước với tòa tháp trở thành người dẫn đường giúp khám phá mê cung nếu không có sự giúp đỡ của họ con người sẽ không thể tiến lên được win nghe xong càng thêm tò mò về tộc fin lẫn sức mạnh đánh bại được cả gờ gian đúc tối hôm đó fin đến chỗ viện trưởng Corder John sau chuyến hành trình dài Lần này cậu đã đến được tầng 49, lão già Azon đúng là biết cách bóc lột trẻ nhỏ, nhưng nhờ thế mà cậu mới có quả mang về. Hội Viễn Trinh đã gặp một số kẻ khả nghi ở tầng 40 và đánh nhau với chúng, khoảng 20 ma pháp sư cấp cao trong đoàn thám hiểm đã thiệt mạng, vậy nên bọn họ buộc phải tiêu diệt toàn bộ. Theo phán đoán của Fin, sát pháp sư không tự nhiên mà xuất hiện trong hầm ngục, có lẽ bọn chúng đang thử nghiệm ở đó, nên thứ vũ khí này chính là kết quả của việc tổng hợp nhiều nguyên liệu ở tầng sâu trong hầm ngục. Finn sẽ đi điều tra thêm lần nữa theo lời Azon, việc phân tích thanh kiếm này phải nhờ đến bà viện trưởng. Có đờ John thay mặt thánh quang xin lỗi Phin, cơ mà cậu không những không để bụng còn quan tâm dặn dò, học viện nên cẩn thận với vài kẻ mờ ám đang lẩn khuất trong bóng tối. Nói xong chuyện phụ Phin chuyển sang chuyện chính về Win, vốn dĩ trượng do nhà trường quản lý, còn kiếm thuộc về quyền hạn của cậu, nhưng cậu lại không nhận được một thông báo nào về sự xuất hiện của Win. Coder John giải thích Win là học viên của trường, quan trọng hơn là trái tim cậu ta hướng về trượng và có ước mơ lên tòa tháp để trở thành Magia Vene. Từ cổ trí Kim chưa từng có chuyện kiếm lại muốn trở thành trượng, nhưng chính vì vậy mà viện trưởng nghĩ đây sẽ là một vụ nổ lớn chưa từng thấy. Nếu Coder John đã muốn như vậy, Finn cũng không ngại chơi với bà ta, cậu sẽ để Win lại đây thêm một thời gian, nhưng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa. Về phần nam chính của chúng ta, mặc kệ thương tích đầy mình, Win vẫn hăng say luyện kiếm khiến Colette cạn lời. Julius thấy vậy cũng rén ngang, Lydon cỡ này phải là người lùn chứ không thể là ma pháp sư được. Winno công nhận Win là một chiến binh thực thụ đáng được tôn kính. Lee Hanna qua lần thực chiến vừa rồi cho rằng sự đơn thuần và chuyên tâm chính là thứ làm nên sức mạnh của Win. Chỉ còn mình khứa Sion to mồm đòi so tài với cậu, có điều cố quá thành quá cố, mới nhảy xuống đất đã đau muốn sụng nụ vậy thì đánh đấm nỗi gì. Sion cố chấp muốn solo, Win khuyên gãi lưỡi không được, đành phải chấp nhận lời thách thức những tia lửa lập tức bắn thẳng tới chỗ win cậu nhanh như sóc nhảy lên nóc nhà né đòn còn chạy ngang qua chỗ hai ông thầy bị thầy gukner phát hiện cả lũ lập tức co giò chạy biến đi chỗ khác vì sợ bị phạt sau tất cả mỗi người đều có cho mình những suy tính riêng về tương lai sau này thoáng cái đã hai tháng trôi qua kể từ khi sự cố trong đợt thực chiến nổ ra có lẽ tới giờ nhiều người còn chưa thể hoàn hồn nhưng đó không phải lý do để mọi người trì trệ việc phát triển bản thân năm học sắp kết thúc đây cũng là kỳ thi cuối cùng với các học sinh năm 6, ngày đầu của kỳ thi tốt nghiệp chính thức được bắt đầu. Win mang theo quyết tâm lớn, cắm đầu cắm cổ làm bài với hy vọng sớm gặp lại cờ rớt Enfi. Và tới đây thì bộ phim đã kết thúc rồi. Các bạn hãy để lại ý kiến bằng cách comment và đừng quên bấm theo dõi chiếu phim anime để kịp thời đón xem những bộ phim hay và hot hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.